Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Cảnh tượng trước mắt khiến cho thiên trình sôi máu. Tinh nhi của anh vậy mà lại bị túm tóc đánh thế kia. Anh chỉ vừa ra trễ có một chút thôi mà. Nhìn đến kẻ đang túm tóc tinh nhi lại càng cho anh điên tiết hơn Lại là mộ dung tình sao Buông tay ra Thiên trình quát lên Chạy ngay tới Một tay thì lôi mạnh mộ dung tình độc ác kia Ra khỏi người tinh nhi Khiến cho cô ta bật té ngửa ra đường Mông cô ta đập xuống đất Kêu phịch một cái Cô ta la lên oai oái Rõ ràng là đau đớn rồi Nghe tiếng của mộ dung tình Cả đám nữ sinh kia buông phương diệu linh ra Để nhìn Phương Diệu Linh được buông ra, cả người cô như bị búa giáng, đau chết đi được. Nhưng mà thầm thở phào bởi vì cuối cùng Lục Thiên Trình cũng xuất hiện kịp thời rồi. Nghĩ đến đây, cả hai mắt của cô đều hoa lên, muốn ngã xuống đất. Diệu Linh Thiên Bảo vội vàng để đám con gái kia ra, chạy đến đỡ cô bạn cùng bàn của mình. Tình Nhi đang úp mặt, cũng ngửa đầu lên xem là có chuyện gì xảy ra nữa không. Bà nãy quá hoảng sợ cô ngay cả giọng của Thiên Trình cũng không nghe thấy. Còn lúc này thì cô khóc òa lên. Cô vừa ủy khuất vừa bật khóc ngon lành. Trình Trình, em em đau. Thiên Trình đỡ cô dậy. Em không sao chứ? Xin lỗi Tinh Nhi, anh đến trễ rồi. Cô lắc đầu, nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má bị sưng đỏ. Mộ Dung Tình lúc này hoàn hồn, nhìn thấy một màn quan tâm đó, tức điên lên. Hôm trước cô ta nghe bạn mình nói Thiên Trình và Tinh Nhi có gì đó mờ ám Cô ta cũng không tin cho lắm Chỉ kéo một đám qua lớp Tinh Nhi đánh dần mặt Ai ngờ hôm nay chính mắt thấy tai nghe Mộ dung tình kìm nén lại cơn ghen ghét trong lòng Cô ta nhỏ giọng mà lên tiếng nói Thiên Trình chỉ là hiểu lầm một chút thôi Em không cố tình đánh Tinh Nhi đâu mà Không nghe cô ta biện bạch thì không sao Vừa nghe cô ta nói xong thì Thiên Trình đã trực tiếp nổi giận rồi Cô vừa nói cái gì cơ Giọng nói của anh rét lạnh Đủ để đóng băng cả bọn Ngữ khí và thần sắc của anh lúc này Nào có phải là cậu thiếu niên 16 tuổi Mà bây giờ anh 26 tuổi Nhưng đám học sinh này Làm sao có thể biết được chỉ cảm thấy kinh hãi và sửng sốt mà thôi Bọn họ không hiểu sao Anh hành xử giống người trưởng thành đến như vậy Dì chỉ có một mình tinh nghi là biết Trước mắt cô, Thiên Trình lúc này chính là một vị tổng tài của lục thị kiếp trước. Thấy mộ dung tình không phản ứng, Thiên Trình đỡ tinh nhi đến trước mặt của cô ta, một câu ngắn gọn lên tiếng. Xin lỗi tinh nhi, ngay lập tức. Mộ dung tình vừa sợ vừa không cam tâm, cô ta ngoan cố, câm miệng không nói. Thiên Trình đã dần dần mất kiên nhẫn. Cô muốn tôi bắt cô nói hay là cô muốn tự mình nói đây? Giọng nói của anh trầm lạnh, bàn tay hôm qua còn băng lớp băng trắng, mạnh mẽ bóp lấy cần cổ của mộ dung tỉnh. Cô ta ú ớ như sắp tắt thở đến nơi. Đám con gái xanh lè mặt mũi, không dám đứng ra can. Thiền bảo đang đỡ rượu linh, thế như vậy cũng coi như bình thường. Ai bảo ở không lành, độc canh phải tội, chết cũng vừa thôi. Khuôn mặt của mộ dung tình dần dần chuyển sang tím tái vì thiếu oxy cô ta cố gắng ủ ớ được mấy câu tôi tôi nói tôi tôi xin lỗi lúc này thì thiên trình mới buông tay ra nói đi cô đánh tinh nhi bao nhiêu cái thì tự vả lại mình bấy nhiêu cái một cái cũng không được thiếu mộ xung tình vừa được thả ra cô ta hít thở như chưa bao giờ được thở vậy tinh nhi chị xin lỗi chị xin lỗi em tinh nhi không nói gì cô đau đớn cả cơ thể Tâm trí đâu mà nghe cô ta nói nữa cơ chứ Cả người yếu ớt dựa vào thiên trình Căn bản là chẳng quan tâm Mộ dung tình đang làm cái quái gì Cô ta khó khăn mở miệng Thiên trình Em xin lỗi rồi mà Chưa đủ Cô không nghe tôi nói sao Tự vả vào mặt của mình đi Giọng nói của anh vẫn rất xét lạnh Bọn con gái đi theo mộ dung tình Như chết đứng Lục đại thần mà bọn họ nghe danh lại đáng sợ đến như vậy sao? Lần này mộ dung tình bị ghim rồi. Mộ dung tình lúc này làm gì còn biết sĩ diện là cái gì nữa. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thế cục của bây giờ là một màn tự vả. cư nhiên cứ như vậy mà diễn ra. Mỗi một tiếng chát chát vang lên là cả đám người xót xa thay cho cô ta. Còn riêng thiên trình anh không quan tâm cô ta ra làm sao liền dìu Tinh Nhi bỏ đi về. Lúc đi ngang, đám người mộ sung tuyên và tiên kiều. Anh nói, giọng không to nhưng mà cũng đủ để cả đám nghe thấy. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo các người. Nếu còn dám đụng đến Tinh Nhi và Phương Diệu Linh, vậy thì sẽ không thua gì kết cục của cô ta đâu. Nói xong thì anh đỡ Tinh Nhi đi thẳng. Thiên Bảo đỡ Phương Diệu Linh đi qua, đôi mắt sắc lém nhìn từng người từng người một. đám con gái lại cảm thấy như áp thấp nhiệt đới sắp ùa về đến nơi, có rúm cả người không dám nhìn thiên bảo. thiên bảo chỉ bình thản nói một câu nhưng mà khiến cho cả bọn thấp thỏm trong lòng. đám các người từng người tôi đều nhớ mặt rồi. qua hôm nay các người chuẩn bị nhận giấy thôi học đi. muốn làm hổ báo trường mẫu giáo sao? vậy thì tôi tọa nguyện cho các người. Hình phạt chính là thôi học Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi đấy Các người phải cảm thấy may mắn Vì Thiên Trình, em trai của tôi Không tính sổ với các người Vừa dứt lời Anh nắm tay Diệu Linh đi Mặc cho đám con gái sợ đến sành mét cả mặt mày Không chỉ vậy Bọn họ sẽ bị thôi học Làm sao mà ăn nói với cha mẹ Lần này tiêu thật rồi Cả đám người trong lòng vừa hối hận vừa lo sợ Đây mà là cảnh cáo nhẹ nhàng sao Là nhẹ nhất rồi sao đối với hai cậu thiếu gia của Lục Minh thì là nhẹ, nhưng mà đối với bọn họ là cả một vấn đề to lớn. Phải biết rằng thế lực của nhà Lục Minh như thế nào, bọn họ bị ghim rồi thì tương lai không thể nào mà rộng mở. Một tháng sau đó, buổi sáng cuối tuần tại trung cơ của Tây Nhi, trong phòng Phương Diệu Linh và Tây Nhi đang tra kết quả điểm thi học kỳ cuối năm của bọn họ. Nhìn bằng kết quả Tất cả đều là điểm A à, Mà hai cô gái cười te tét Phương Diệu Linh hớn hở nói Tốt quá rồi Tinh Nhi Chúng ta làm được rồi đấy Ừ mừng quá Còn tốt hơn chúng ta mong đợi nữa Chợt nhớ ra chuyện gì đó Diệu Linh nói Tinh Nhi này Cậu vẫn quyết định đi du học sao Tinh Nhi nghe đến hai từ du học Thì cô trầm mặc Cô vẫn chưa nói chuyện này cho Thiên Trình biết Hai người vừa gặp nhau mới được có một tháng Không lẽ bây giờ lại phải xa nhau nữa sao Nhưng mà cô buộc phải đi du học Cô muốn mình trở nên tài giỏi Muốn có sự nghiệp vững chắc Muốn có một thành công vang dội Để xứng đáng Danh chính ngôn thuật mà đứng bên cạnh anh Mà để có được những cái kia Cô buộc mình phải thay đổi tất cả Từ học hành cho đến tài năng Vậy nên đi du học ở nước Nhật Chính là điều mà cô luôn mơ ước Trường của bọn họ mỗi lần thi cuối năm sẽ tài trợ nguyện vọng du học cho những học sinh yếu tố đạt điểm A toàn bộ. Ngoài tinh nghi ra thì còn có rất nhiều học sinh, sinh viên đều đạt tiêu chuẩn này. Thiên Trình, Thiên Bảo, Phương Diệu Linh dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ba người họ cũng đi sao? Tất cả ba người họ đều là con quý tử của danh gia vọng tộc. Căn bản là không cần đi du học, cũng có đường môi trường làm việc tốt nhất rồi. Còn Tinh Nhi, cô muốn thay đổi tương lai thì phải nỗ lực hết mình. Cô không muốn mình sống như kiếp trước, sống mà nhìn sắc mặt của người ta, phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng mà nếu như cô đi du học thì cô phải tạm xa anh một thời gian khá dài. Liệu anh có chờ được cô không? Suy nghĩ trong đầu khiến cho cô ngồi thừ ra. Diệu Linh búng vào chán của cô bạn. Nghĩ gì thế? Chỉ là đi du học thôi mà, có gì đâu mà lo lắng à không có gì đang nghĩ chuyện linh tinh thôi bỏ đi hôm nay cuối tuần có muốn đi dạo một chút không diệu linh không do dự mà đồng ý ngay mình chờ mỗi câu này của cậu thôi đấy nhanh lên soái ca của cậu và mình đang đợi dưới cổng từ nãy đến giờ tình nhì tròn mắt ngạc nhiên hỏi soái ca của cậu và mình á là ai thế trình trình không phải là soái ca của cậu à Trình trình đến đây sao Sao anh ấy không báo trước gì cho mình cả Nếu nói với cậu Thì làm sao mà bất ngờ được nữa Diệu Linh khoác túi sách lên vai Rồi cười vui vẻ Cô nàng nói xong thì chạy như bay Xuống lầu trước Để lại Dương Tinh Nhi mặt ngơ ra Chậm phản ứng Vẫn chưa kịp tiêu hóa cái tin tức vừa rồi Rằng lục đại thần của cô Đã đến nhà đưa cô đi dạo Chạy nhanh qua phòng bếp Diệu Linh thấy Phú Trần thì cười toe tét, tét rồi chạy mất dạng ra ngoài cổng. Vũ Trần lắc đầu, bạn của Tình Nhi sao mà hiếu động đến như vậy, có phải là con gái không trời mà chỉ biết cười chờ nhìn theo. Ở trên phòng, Tình Nhi vẫn còn ngẩn ra vì bất ngờ. Cái người mà cô yêu cũng biết gây sốc quá đi, cứ nhiên không nói gì, đột nhiên xuất hiện, khiến cho cô tâm rối loạn, không kịp chuẩn bị bất kỳ thứ gì. Phải mất 5 phút sau đó thì tình nhì mới có thể bình tĩnh, nhưng cô vẫn không tin cho lắm, vội vàng đứng dậy, đi nhanh đến cửa sổ, mở toang ra. Ánh nắng bình minh dọi vào khuôn mặt nhỏ, trắng hồng, khiến cho đôi mắt long lanh, to tròn của cô, phải nheo lại. Khoảng cách từ cửa sổ trên lầu cho đến dưới cổng khá gần, đủ để cô thấy rất rõ. Đúng là anh rồi. Cô lầm bầm trong miệng vài câu. Duy nhất trong đôi đồng tử màu sô-cô-la kia vốn đã nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc còn không phải anh chàng soái ca của cô thì là ai chứ anh đang đứng dựa vào chiếc xe đạp asama loại thể thao nhìn cực ngầu trên người là một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt quần kaki chân đi giày nai kỳ bảnh bao với mái tóc ba bảy sao lại có người đẹp trai đến như vậy không biết với suy nghĩ của tình nhi thì so với lục thiên bảo thiên trình nhà cô đúng là nhỉnh hơn vài phần Đôi mắt sắc sảo của anh nhìn lên ô cửa sổ nơi mà Tình Nhi đang đứng. Bớt xác. Hai ánh mắt vô tình nhìn vào nhau trong một khắc. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân tháng tư làm cho Tình Nhi ngây ngẩn cả người, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực đập rất nhanh. Hai gò má cũng vì vậy mà hồng lên như quả đào tiên trong hội bàn đào của thiên mẫu nương nương. Xấu hổ quá đi mất, cô gái nhỏ vội vàng giấu mặt vào trong rèm cửa không biết lát nữa làm sao mà đối mặt với anh đây. Bên dưới cổng, Thiên Bảo nhìn em trai của mình vừa thả thính lên ô cửa sổ của cô nhóc Tinh Nhi kia thì cười trêu chọc. "Trình Trình, em bớt thả thính cho anh nhờ. Tiểu Tinh Nhi mà dính thính của em nhiều quá, cô nhóc đó khéo lại không ra khỏi phòng luôn đấy." Phương Diệu Linh cũng nói xen vào. "Phải đấy, Thiên Trình." cậu đừng có mà thả thính nhiều nữa không khéo mình dính thính của cậu làm kẻ thứ ba xen vào thì khổ lắm thiền trưởng lúc này mới quay sang nhìn hai người một là anh trai một là bạn học không mặn không nhạt mà trả lời hai người dính thính của nhau rồi thính của tôi cho dù có thả ra thì cũng vô dụng với hai người thôi anh lại đưa mắt nhìn lên ô cửa sổ rồi bâng cua mà nói thêm hơn nữa chỉ có tình nhi mới xứng đáng nhận được thính từ tôi thôi. Thiên Bảo cứng cả họng, Phương Diệu Linh cũng đơ người ra luôn. Quả nhiên là đại thần mà, đến trả lời thôi cũng khiến cho đối phương cột cả hứng. Ba người chờ một lúc thì mới thấy Tinh Nhi từ trong cửa lớn đi ra. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy dài vải lanh màu hồng nhạt, tay lỡ, đeo chiếc ba lô nhỏ ở đằng sau, tóc dài cột gọn lên theo kiểu đuôi ngựa, dễ thương, người thơ đến vô đối. Dưới ánh nắng vàng, cô gái nhỏ có làn da trắng hồng, từ từ đi những bước nhỏ đến chỗ ba người. Thiên Bảo và Phương Diệu Linh lại được phèn ngơ người tập hai. Còn Thiên Trình thì khỏi phải nói, trong lòng anh cảm thán biết bao nhiêu, chỉ là anh không tỏ ra ngoài mà thôi. Người con gái anh yêu rõ ràng là đơn thuần, mộc mạc, giản dị, nhưng xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Tình Nhi đi tới gật đầu chào Thiên Bảo, hôm nay cô không có bị nhận nhầm nữa rồi bởi vì soái ca thiên trình của cô mặc áo màu hồng, còn anh trai của anh thì mặc áo màu trắng. Ngay cả Phương Diệu Linh học chung lâu với anh em, đến như vậy rồi mà còn bị nhầm, huống chi là tinh nhi. Thật là may mắn, nếu không thì lại như lần trước, làm cho cô xấu hổ muốn chết đi được. Đi thôi, đừng có mà đứng ngẩn ra như vậy. Thiên Trình gọi Thiên Bảo và Diệu Linh, sau đó mới quay sang cô gái nhỏ của mình. Tình Nhi, chúng ta đi thôi. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em đấy. Em biết rồi. Cô nhẹ nhàng gật đầu, có chút khó hiểu về câu nói của anh. Anh có chuyện gì muốn nói với cô chứ? Không lẽ là chuyện cô định đi du học sao? Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng mà Tinh Nhi không dám nói ra. Cô ngồi trên chiếc xe đạp đôi với Thiên Trình, hai người xuất phát đi trước. Thiên Bảo Diệu Linh chạy theo sau trên một chiếc xe đạp đôi khác bốn cô cậu học sinh đạp xe trên đường phố đông đúc, ánh nắng chiếu nhẹ xuống bóng dáng của bốn người ở trên mặt đường. Phương Diệu Linh và Dương Tinh Nhi, hai cô gái ngồi đằng sau lưng của hai người con trai, vô tư cười, vô tư cất lên vài giai điệu trong trẻo vui nhộn. Thành xuân đẹp nhất, liệu có phải là những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường cùng trải qua những kỷ niệm khó quên cùng bạn bè và người ấy không? Bốn người đạp xe đi hết một vòng quanh quận Thanh Hà rồi dừng chân ở bến cảng, Diệu Linh Thiên Bảo rồi đi mua nước và kem. Nơi hàng cây bên đường, Tình Nhi và Thiên Trình ngồi xuống bóng mát của những hàng cây tùng lâu năm. Tình Nhi, anh có chuyện muốn nói với em. Thiên Trình, em có chuyện muốn nói với anh. Hai người cùng không hẹn mà đồng thời lên tiếng. Thiên Trình trầm mặc, vài ngày trước anh đã nghe Diệu Linh nói với Thiên Bảo về chuyện đi du học và điều đáng buồn hơn là Tinh Nhi của anh cô lại chọn cách đi du học. Kiếp trước, anh là người đi du học vì không tìm được cô. Kiếp này, anh tìm được cô rồi, anh mới quyết định không đi du học. Vậy mà đổi lại, người muốn đi là cô. Duyên nợ thật sự là biết trêu ngươi người ta, không lẽ anh buộc phải xa cô một thời gian rồi sau đó mới có thể ở bên cạnh nhau sao? tình nhi sau một hồi im lặng thì buồn bã lên tiếng nói thiên trình em sẽ đi du học ở nhật bản anh biết rồi chuyến đi sẽ khởi hành vào tuần sau có đúng không thiên trình xoa đầu rồi kéo cô gái nhỏ tựa vào vai của anh 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 biết rồi sao thiên trình cô ấp ủng nói cô sắp khóc đến nơi rồi anh lập tức an ủi cô tình nhi em đừng buồn Em cố gắng học tập ở nước ngoài Rồi trở về với anh Anh sẽ chờ đợi ngày em trở về đây Trình Trình à Em không muốn xa anh đâu Khó khăn lắm kiếp này Em và anh mới tìm được nhau Em... Cô bật khóc nước nở Hai tay ôm chặt cơ thể của người đàn ông Lục Thiên Trình cũng không thể nào kìm được cảm xúc Bất giác anh cũng cay xè mắt Anh ôm chặt cô gái nhỏ vào trong lòng nghẹn ngào mà nói Ngốc lắm, em định đi luôn không về sao? Đi du học chỉ có 5 năm thôi, chỉ là tạm thời xa anh một thời gian thôi. Giật nhanh 5 năm sẽ trôi qua, anh sẽ đợi em trở về, anh hứa đấy. Tình Nhi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Thật đấy nhá, anh nhớ là đợi em trở về đấy. Nhất định anh sẽ đợi em, đợi em về rồi gả cho anh. Thiên Trình ấn lên trán của cô một nụ hôn rồi nhẹ nhàng khẳng định. Tình Nhi đưa ngón tay út lên trước mặt anh. Thiên Trình có chút buồn cười. Tình Nhi của anh tại sao lại trẻ con như vậy chứ? Hai người rõ ràng đã là người trưởng thành rồi cơ mà. Vậy mà cô vẫn còn muốn móc nguéo để giữ lời hứa với nhau sao? Vậy thì chúng ta cùng nhau mắc nguéo tay có được không? Anh dịu dàng nói với cô. Tình Nhi, Em đúng là cô bé ngốc nhất Mà anh từng gặp đấy Vậy anh đừng có thích cô gái ngốc Giống như em nữa Cô trừng mắt nhìn anh Rồi đẩy anh ra Anh phỉ cười Tình nhi giận anh rồi sao Cô không thèm nhìn anh Quay mặt sang hướng khác Bỗng dưng nơi cô và anh ngồi Một chú nhện thả tơ Buông mình theo làn gió rơi xuống ngay trước tầm mắt của tình nhi Cô gái nhỏ hét toáng lên Nhanh như cắt nhảy một cái tay ôm chặt cổ của thiên trình không buông cứu cứu em thiên trình anh mất giác kinh ngạc vì hành động quá nhanh của cô hai tay theo phản xạ mà ôm cô vào trong lòng dáng người gầy ốm lạnh nhỏ con của cô được anh ôm gọn gàng tình nhi em đừng giận anh nữa em đi lâu như vậy anh sẽ nhớ em lắm đấy anh thì thào vào tai của cô cô gái nhỏ bị ôm chặt lúc này cô mới nhận ra là cô đang ngồi trong tư thế ái muội trên đùi anh. Ngay lập tức, khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng còn hơn cả quả cà chua chín. Tình nhi lắp bắp, xấu hổ giải thích. Em, em không cố tình ngồi trên đùi của anh đâu. Em... Cô còn chưa nói hết câu, thì bầu môi nhỏ đã bị anh khóa lại bằng nụ hôn chính thức. Khác với cái hôn đầu tiên, nụ hôn này là thiên trình, mang chỉ óc chàng trai 26 tuổi hôn cô gái tình nhi 25 tuổi của mình. Môi em ngọt quá. Vừa mạnh bạo, vừa cùng nhiệt, vừa triền miên, đến khi mà cả cơ thể của cô mềm nhũn, anh mới buông cô ra, cười thỏa mãn. Anh đúng là cái đồ lưu manh. Cô lý nhí mắng anh, trong đầu thầm mắng còn nhện chết tiệt kia, tại nó mà cô bị anh chiếm tiện nghi, còn bị hôn như vậy nữa. Cô đẩy anh ra, ngồi lại vị trí cũ, thiền trình của cô lại còn có cả vẻ mặt lưu manh này cũng may là không ai nhìn thấy bằng không thì xấu hổ cô chết mắt hai người căn bản không biết một màn ân ái đó đã được thiên bảo và diệu linh nhìn thấy không sót một miếng nào cũng may là bọn họ chưa có mặt ở hiện trường bằng không thì bị quang cho cơm cuốn ăn đến no luôn bọn họ còn ế đây này diệu linh nhìn dáng vẻ tươi tắn của tinh nhi và thiên trình thì xem ra câu chuyện đi du học Hai người đã thống nhất với nhau rồi Chỉ là không biết 5 năm có phải là khoảng thời gian Quá dài hay không Hai người liệu rằng có đợi nhau được hay không Buổi tối Tại trung tâm thương mại Hách Liên Chiều xe BMW sang trọng Dừng lại ở bãi đỗ Trong xe thiên trình nhẹ giọng Cần dặn tài xế vài câu Rồi cùng thiên bảo đi vào trong cửa lớn Hai cậu thiếu gia nhà Lục Minh vừa bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, đặc biệt là nhân viên nữ. Trừ một vài nhân viên mới đến, còn lại đều biết. Hai cậu con trai này có núi dựa lớn thế nào, còn không phải chính là cậu chủ nhỏ của bọn họ sao? Một nhân viên nữ tên là Tiểu Vịnh thốt lên với bạn của mình ở bên cạnh. Con trai nhà ai mà lớn lên lại toàn mỹ thế này? Lát nữa tôi với cậu làm quen nha. Nhìn còn non tơ thế kia Chắc là chưa có người yêu đâu Hai cô này chính là nhân viên Ở quầy tiếp tân Vì là nhân viên mới tuyển Nên căn bản không biết thân phận của thiên bảo thiên trình Tiểu vịnh cười híp mắt Này này Lát nữa qua chỗ cậu trai đó Hỏi han xem Em trai mưa này tôi chấm rồi đấy Người bạn kia của tiểu vịnh Còn chưa có mở miệng để bình luận tiếp Thì từ đằng xa Một giọng nữ ấm áp đã vang lên Bảo Bảo, Trinh Trinh. Lục Minh Tử Yến vừa gọi to hai đứa cháu trai của mình, vừa kéo chị cô đi nhanh tới. Hai cậu cùng dừng lại, quay đầu và đồng thanh. Cô hai, cô út. Còn ai đến ngoài Lục Minh Tử Thanh và Lục Minh Tử Yến, hai chị em nhà này đến đây để sắm đồ bầu vì Lục Minh Tử Yến vừa có thai. Tử Thanh hỏi trước. Tối thế này rồi mà hai đứa còn đến đây sao? thiên bảo tọc mạch ngay con đến đây mua quà để tặng bạn con làm kỷ niệm đấy tặng bạn sao bạn nào nam hay nữ định mua cái gì một đống câu hỏi ngắn được phát ra từ miệng của tử thanh dành cho thằng cháu trai của mình thiên chỉnh nghe mà lắc đầu ngao ngán lúc nào cũng vậy cô hai cho dù lấy chồng rồi con cái lớn tướng cả rồi nhưng mà tính tình thì không thay đổi y như thời còn trẻ bộ dáng còn nít bảo sao mà hai đứa em họ con của cô bảo sao hai đứa em họ con của cô chẳng chiến chắn một chút nào cả thiền bảo thì khỏi phải nói trả lời cho đủ hết từng câu hỏi đưa ra của cô mình dĩ nhiên là bạn gái rồi cũng chưa biết phải mua gì nữa ạ thiền bảo vừa gãi đầu vừa trả lời tử thành kéo tay thằng cháu đi trước nói sang với em gái tử yến em qua khu đồ mẹ và bé xem trước đi lát nữa chị qua nha còn thằng này, để cô hai giúp con nha. Nào, đến khu đồ lưu niệm với cô. Tử Yến bó tay đành đi trước. Vậy thì Trình Trình, cô đi trước đây. Tạm biệt con nha. Thiên Trình chỉ gật đầu. Đối với cô út này, anh đương nhiên không có gì để nói. Tính tình của cô nhút nhát, có phần giống với tinh nhi của anh. Chỉ cần đối diện với họ, thì đối phương sẽ chỉ muốn một lòng bảo vệ và yêu thương mà thôi. Sau khi cô út rồi đi, chỉ còn lại một mình thiên trình lời bàn tán của hai cô nhân viên kia từ nãy đến giờ anh nghe đến rõ ràng đôi mắt sắc lạnh bất chợt quay sang nhìn chằm chằm cả hai cô gái làm cho hai người không hẹn mà cùng nhau hoảng sợ câm nín luôn thành âm không mặn không nhạt của trình trình vang lên hai người làm việc chính là bàn tán sau lưng khách rồi nhận lương có đúng không không cảm thấy hổ thẹn à thiếu ra chúng tôi chúng tôi biết sai rồi Cả hai cô gái cúi gầm mặt xuống Không dám nhìn thẳng mặt anh Mà trả lời nữa Thiền trình không nói gì thêm Cũng không nhìn quá nhiều Mà anh rời đi ngay sau đó Đối với việc hai người kia Vừa biết anh và Thiên Bảo là con của bà chủ bọn họ Anh cũng chẳng quan tâm Nghĩ rồi anh xoay người Đi thẳng đến khu trưng bày điện thoại Anh đi rồi Hai cô gái kia mới hoàn hồn Bớt run sợ trong lòng Chỉ nhìn theo nhưng mà tâm tư thì đã bị giết chết từ trong trường nước. Thấy trai trẻ muốn dụ dỗ đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Muốn tán ai không tán, lại đòi tán cậu hai nhà Lục Minh làm gì, ngu ngốc. Còn chưa mất việc là may đấy. Khu trưng bày điện thoại có lẽ là gian hàng lớn nhất trong trung tâm thương mại này. Ở đây được mẹ anh điều hành qua bao nhiêu năm tháng, càng ngày càng hưng thịnh hơn. Trải qua chục năm nữa trung tâm nổi tiếng khắp cả nước. Đưa mắt nhìn các gian hàng một lượt, anh ấn tượng với một chiếc điện thoại Samsung màu đỏ tươi, kiểu dáng tào nhã. Một nhân viên nam lịch sự cất tiếng. Cậu hai, cậu muốn lấy điện thoại nào thế ạ? Thiên trình chỉ tay vào chiếc điện thoại Samsung màu đỏ kia, nhân viên liền mang xuống cho anh. Nói thật là từ bé đến lớn, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, anh chưa từng mua quà cho ai cả đặc biệt là mua cho con gái thì lại càng không chiếc điện thoại này xem như là món quà đầu tiên anh mua tặng cho tinh nhi cô gái quan trọng trong lòng anh sau khi đóng gói vào trong hộp cẩn thận nhân viên kia cúi đầu nói cậu hai tôi nghe nói là bà chủ có dặn nhân viên chúng tôi nếu cậu hay là cô trong nhà đến mua đồ thì chúng tôi sẽ không thanh toán mẹ tôi nói như vậy sao dạ vâng bà chủ có nói như vậy ạ nam nhân viên kia sợ hãi miệng tuy nói như vậy nhưng mà không dám nhìn thẳng vào mắt của thiên trình ở cậu thiếu niên này anh ta nhận ra được một khí chất cao quý ít ai sánh kịp rõ ràng là cậu ấm nhà giàu nhưng mà giản dị không quá màu mè phong thái ôn hòa khí thế bức người khiến cho đối phương không dám nhìn thẳng vào mặt mà đối thoại cậu trai này quá tôn quý thiên trình đưa mắt nhìn nam nhân viên kia một chút rồi nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói anh mới đến đây làm việc có đúng không là ai dặn anh làm như vậy còn không nói thì anh sẽ được thôi việc ngay trong hôm nay dạ cậu hai tôi tôi chỉ làm theo quản lý thôi tôi nghe chị quản lý trương nói với nhân viên như vậy ạ à? khuôn mặt của cậu nhân viên lúc này đã tái mét vì sợ rồi cậu hai tôi còn có vợ và con thơ tôi xin cậu đừng cho tôi nghỉ việc Thiên trình nhìn phản ứng của anh ta Xem ra đúng là nói thật rồi Lại suy nghĩ đến những lời nói của anh ta Khi mà nhắc đến người phụ nữ họ Trương làm quản lý Người phụ nữ đó sao lại nói rằng Mẹ anh giận dò như vậy chứ Sống với mẹ mình qua hai kiếp Anh hiểu rất rõ tính cách của mẹ Bà sẽ không bao giờ làm như vậy đâu Bất kỳ là ai Cho dù là ruột thịt trong nhà Đến trung tâm thương mại này mua sắm Đều phải xì tiền ra kể cả là người đến có là cha anh đi chăng nữa, cũng phải thanh toán, không được thiếu một xu nào. Vậy mà người phụ nữ kia lại dám đặt điều về mẹ anh như vậy sao? Xem ra người này không thích mẹ anh rồi. Thiên Trình cẩn thận cất chiếc hộp đựng điện thoại rồi nói tiếp. Thôi được rồi, anh cứ quẹt thẻ cho tôi đi. Lần sau bất kỳ là ai, miễn là khách hàng đều thanh toán hết. Còn nữa, lần sau đừng có mà nghe ai nói Việc anh anh làm Có khi lời họ nói là muốn hại anh đấy Cần tắc vô anh nấy Anh hiểu chứ Lời nói vừa dứt Thì thiên trình sai người Đi thẳng ra bãi đậu xe Còn về chuyện quản lý trương kia Anh nhất định phải làm cho sáng tỏ Nằm nhân viên Nhìn bóng dáng của cậu thiếu niên Mà trong lòng cảm khái không thôi Thật không hổ danh là cậu hai Nhà lục minh Nhờ nhã lịch sự Lại tinh tế Lời nói kia rõ ràng chỉ là xuất phát từ một cậu nhóc 16 tuổi, vậy mà lại nồng đậm ý hay, giống như một người đàn ông trưởng thành đang nói chuyện, đáng khâm phục. Đặc biệt là cách hành xử, công việc phân minh rõ ràng, thấu tình đạt lý, sau này chắc chắn là một người vô cùng tài giỏi đây. Trở về nhà đã là 9 giờ khuya, thiền trình lên thẳng phòng của mình, lôi trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng. Mở hộp ra, chiếc bình xứ nhỏ vẫn còn nguyên ở đó, mần mê chiếc bình trong tay rồi cầm cả chiếc điện thoại mới mua anh khẽ mỉm cười trong đầu anh lầm bầm tình nhi cứ yên tâm xây dựng tương lai của em chỉ là 5 năm mà thôi anh nhất định sẽ chờ đợi được em đợi em về đây rồi danh chính ngôn thuận gả cho anh thời gian trôi qua rất nhanh một tuần nữa đã trôi qua cuối cùng thì đã đến ngày dương tình nhi sang nhật bản du học rồi tại trung cư của Tinh Nhi, ở trong phòng, cô đang thu xếp hành lý vì là một cô gái khá giản dị, vầy áo của cô không có quá nhiều. Vừa đứng xếp đồ mà tâm tư của cô thoáng rối bời và phiền muộn. Tuần trước, cô và Thiên Trình đã thống nhất xong. Cô cũng đã hứa với anh rằng cô sẽ cố gắng học tập ở Nhật Bản thật là tốt. Để đến ngày cô trở về, cô sẽ đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Đó là chuyện trong tương lai. Nhưng còn bây giờ, tâm tư của cô lại vì vậy mà phiền não. Nghĩ đến khoảng thời gian dài 5 năm đằng đẵng cô sẽ không được nhìn thấy anh, không được ở gần bên cạnh anh. Bên ngoài cửa, Vũ Trần đi vào, trên tay là một phong bì màu vàng. Thấy cô gái nhỏ đang ngồi suy tơ đến ngây ngẩn cả người, bà nhẹ giọng lên tiếng nói. Tình nhi, Vũ, Vũ vào khi nào thế ạ? Cô giật mình, ngước lên nhìn Vũ, Vũ Trần ngồi xuống bên cạnh giường cùng đi nhi rồi nhẹ giọng hỏi. Vũ vừa vào thôi, còn có tâm sự gì sao, tình nhi? À, con không sao, chỉ là tự dưng con sang nước Nhật xa xôi, con sẽ nhớ tất cả mọi người rất nhiều. Cô nhỏ giọng đáp, Vũ Trần nghe cô than thở, bà nhìn cô cười nhẹ. Tình nhi, con bé này, con thật sự là sẽ nhớ chúng ta sao? Hay là con chỉ nhớ cái cậu thiếu niên Hãy đến đây đưa con đi học cùng thôi. Vũ à, con Tình Nhi khẽ giật mình, đỏ mặt xấu hổ. Thôi được rồi, ta nói đùa đấy. Tình Nhi, ta và mọi người đều rất lo cho con. Cái này là tâm ý của mọi người, Còn qua bên đó nhất định phải học chăm chỉ, có biết không? Vũ Trần vừa nói, vừa đưa chiếc phong bì màu vàng cho Tình Nhi. Tình Nhi cầm phong bì dày ở trong tay thì đã biết nó là gì rồi Cô vẫn thắc mắc Vũ à đây là Là thế này Mọi người biết rằng con đi du học Sẽ rất khó khăn Cho nên chúng ta góp lại mỗi người một chút Tuy rằng không quá nhiều Nhưng tất cả đều là tấm lòng của mọi người Còn không được từ chối đâu Vũ Trần xoa đầu cô gái nhỏ Tình nhi ngập ngừng Vũ à Chuyện này con Mọi người tốt với con quá Tâm ý của mọi người con đã biết Chỉ có điều số tiền này Vũ cầm lại đi Vũ dùng nó vào hoạt động của xưởng gốm đi ạ à? Tình nhi Con từ chối Thì con qua đó phải sống thế nào chứ Vũ Trần lo lắng cho cô Phải biết rằng Một cô bé mới 15 tuổi Một thân một mình ở nước ngoài Thì làm sao mà xoay sở dễ dàng Tình nhi xử lý xong đồ đạc của mình Cô kéo vali rồi cười tươi mà nói bố à bố kiên tâm con tự biết lo cho mình hơn nữa lần đi du học này nhà trường cũng đề cử giáo viên ưu tố đi cùng chúng con mà vú nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt đợi con trở về sống cùng vú tiếp nha cô đứng dậy mặc thêm áo khoác nói xong thì vòng hai cánh tay nhỏ ôm lấy hình dáng gầy của bố trần bà cũng ôm lấy cô tuy rằng đã cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng xúc động rồi nước mắt vẫn không thể nào tránh khỏi Tình Nhi, còn phải bảo trọng đấy nhá Con nhớ rồi Vũ ở lại đây nhớ giữ gìn sức khỏe Con đi đây Tình Nhi khẽ xoa lưng An ủi bà Rồi cũng buông tay khỏi bà Kéo theo hành lý rời khỏi căn phòng nhỏ của mình Bước Trần vững vàng Mà đi rất nhanh Tất cả là vì không phải nhìn thấy bộ dạng Khổng nỡ của Vũ Trần Dù sao thì đối với cô Vũ Trần có thể coi là một người mẹ thứ hai Của cô trong kiếp này Người phụ nữ đứng trong sân trung cơ Nhìn thấy bóng dáng gầy nhỏ Của cô gái mà nước mắt trào ra Tình nhì đã rời khỏi bà rồi Chuyến đi này là 5 năm Sau 5 năm cô sẽ về lại Hải Thành Hay là không về nữa Thực sự bà không thể nào biết trước được Ánh nắng vàng nhạt Đã lên đầu những ngọn cây cao Bầu trời rõ ràng Trong xanh ấm áp Nhưng mà trong lòng người Giờ phút này đây phải tạm biệt nhau Lại u ám buồn bã Ngồi trên xe taxi Cô gái nhỏ khẽ nuốt xuống nước mắt Cô đã thật sự phải rời khỏi vũ trần Mọi thứ bây giờ tất cả phải tự mình làm Không ai ở bên cạnh cô nữa Đây chính là thử thách đầu tiên Mà cuộc sống thứ hai dành cho cô Tận sân bay Tình nhi kéo theo hành lý Đến khu đăng ký Sau khi mà làm xong các thủ tục Cô ngồi chờ đến thời gian lên máy bay Ngồi gần 15 phút Thì có một người nhân viên tại sân bay Đến trước mặt của cô trên tay ôm thêm một hộp quà Cỡ vừa Chào em, em có phải là Dương Tinh Nhi Du học sinh chuẩn bị sang Nhật Bản Chuyến bay cất cánh lúc 9 giờ Có đúng không à, Vâng, là em Cô không biết người này là ai Chỉ thấy mặc đồ nhân viên ở sân bay Cô lệ phép gật đầu Người kia đưa cho cô hộp quà Có một địa chỉ Nhờ tôi đưa cho em cái này Họ dặn tôi nhắn với em Sau khi đến Nhật thì mở ra xem Dạ vâng, đã làm phiền rồi Cô có chút khó hiểu Nhưng vẫn nhận nó Không sao, thượng lộ bình an nha Cô gái nhỏ Người kia nói xong thì trở về vị trí Làm việc của mình Tình Nhi ngồi thêm một lúc nữa Thì Thiên Bảo và Diệu Linh cũng đến Tình Nhi Anh Thiên Bảo, chị Diệu Linh Tình Nhi reo gie lên Nhưng mà bất giác, gương mặt vui vẻ Bỗng nhiên trồng xuống trong lòng cảm giác hụt hẫng ào đến. Thiên Trình của cô không đến rồi. Anh không đến để tiễn cô sao? Thiên Bảo Diệu Linh cùng đi tới trước mặt của Tinh Nhi, cả hai người cùng không hẹn mà nói. Tinh Nhi, vạn sự như ý, tạm biệt em. Cô gật đầu không nói gì, cô cũng chẳng dám hỏi mà cô cũng chẳng biết lấy tư cách gì để hỏi mối quan hệ của cô ngoài hai người trước mặt cô đây thì chẳng có ai biết cả. Tình Nhi lầm bầm câu hỏi trong đầu về mặt rõ ràng có chút tiếc nuối Tại sao anh ấy lại không đến tiện cô chứ Diệu Linh khẽ huyết tay của Thiên Bảo Này này sao cái tên mặt lạnh kia không đến đây Thiên Trình có chút chuyện riêng, không đến được Tình Nhi à đây là quà của anh và Diệu Linh dành cho em em bảo trọng nha Thiên Bảo có chút do so dự rồi đưa chiếc túi nhỏ vào tay của Tình Nhi Diệu Linh không hài lòng với câu trả lời của Thiên Bảo. Cái tên đó thì có chuyện gì? Tình Nhi đi cả 5 năm trời vậy mà không đến chào tạm biệt em ấy sao? Chuyện này tôi thực sự không biết. Tính cách của Thiên Trình từ trước đến nay đều vô cùng khó đoán. Nó muốn làm cái gì đều không ai dám quản cả. Tình Nhi, em đừng trách nó nha. Giọng nói của Thiên Bảo đầy ai náy. Tình Nhi lắc đầu cô đứng dậy mang theo hành lý. Không sao đâu ạ. À. Đến giờ rồi, em đi đây, hai người bảo trọng nha." Cô quay sang Thiên Bảo nói thêm. "Anh Thiên Bảo này, anh nhắn với Thiên Trình rằng không cần phải lo cho em, em không trách anh ấy đâu." Vừa dứt lời, cô kéo vali và mang theo hộp quà ba nãy cùng chiếc túi nhỏ đi thẳng về hướng máy bay. Đến khoang máy bay, cô xoay người, nở nụ cười rạng rỡ, cánh tay nhỏ khẽ vẫy chào tạm biệt với hai người bạn thân cũng xem như là anh chị của cô trong kiếp này họ không phải là thân thích họ hàng cũng không phải là ruột thịt nhưng vì một chữ duyên mà gặp được nhau âu cũng lại ý trời năm năm nữa cô có thể gặp lại họ hay là không gặp lại vẫn còn là một dấu chấm hỏi còn có cả thiên trình nữa anh vậy mà cuối cùng không đến tiện cô nhưng cô hiểu cô biết anh làm như vậy là có lý do riêng của mình Vậy cũng tốt, thà rằng không gặp nhau lần cuối cùng, chỉ là 5 năm tạm chia xa mà thôi. Sau khi cô trở về, họ nhất định sẽ trùng phùng. Hơn nữa, giữa hai người còn có lời hứa cơ mà. Anh từng nói rằng sẽ chờ cô trở về để gả cho anh. Cô tin rằng anh nói được sẽ làm được. Và tinh nhi cô cũng sẽ giống như anh. Cô sẽ thực hiện lời hứa của mình. Cánh cửa của khoang máy bay dần dần khép lại thân ảnh nhỏ nhắn của tình nghi cũng biến mất khỏi tầm mắt của thiên bảo và diệu linh hai người bất giác đưa tay lau đi giọt nước mắt có thể không rơi nước mắt sao bất quá bọn họ dù sao vẫn còn là những cô cậu ngây thơ có thể nào che giấu cảm xúc thật của mình chứ giờ phút chia tay có ai mà cầm lòng cho được đúng chín giờ chiếc máy bay mỏ bạc trượt những bánh xe đầu tiên trên đường băng rồi lao lên bầu trời xa, trong xanh, nhỏ dần rồi mất hút. Ở một góc gần bệ cửa kính sân bay, có một cậu thiếu niên đang đứng nhìn xuyên qua lớp cửa kính, đôi mắt xa xăm dõi theo cho đến khi mà chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ biến mất hoàn toàn trên bầu trời. Hai giọt nước mắt khẽ rơi xuống nhưng đã bị bàn tay thon dài của mình ngăn lại. Không ai khác anh chính là lục thiên trình người quan trọng nhất trong trái tim của tinh nhi sáng nay anh là người đến sân bay còn trước cả tinh nhi nhưng anh lại không đành lòng mà xuất hiện trước mặt cô bởi vì nếu như vậy anh sẽ không nỡ rồi xa cô phải khó khăn thế nào anh mới có thể kìm lòng mà không xuất hiện trước mặt cô anh không muốn cô vì mình mà lưu luyến càng quan trọng hơn là chính bản thân anh sẽ không cho cô đi như vậy thì anh sẽ hủy hoại tương lai và cả ước mơ của cô anh không thể nào làm như thế được anh và cô họ buộc phải hy sinh bây giờ để xây dựng cho tương lai anh chắc rằng cô cũng sẽ nghĩ như anh và sẽ hiểu cho anh thôi chiếc máy bay đã mất hút từ bao giờ mà thiên trình thì vẫn còn đứng thừ ra ở cửa kính cô gái của anh đã rời đi thật rồi 5 năm cách xa nhau liệu rằng sau này nuốt nước đưa mắt vào trong tim Thiền trình trong đầu vẫn đang không ngừng lầm bầm. Tình nhi của anh, em bảo trọng nhé. Anh nhất định sẽ chờ đợi em quay trở về. Em nhất định phải trở về để gả cho anh đấy. Tình nhi. Tại Nhật Bản, 4 năm sau đó, thành phố Tokyo, đảo Tsukishima. Trong một căn biệt thự nằm ven biển xa hoa, thập thoáng sau những hàng cây rẻ quạt vàng trói. Căn biệt thự này xây dựng theo phong cách của Trung Hoa, Thoạt nhìn là có thể biết chủ nhân nơi này là người có máu mặt và là người Trung Hoa. Trong ngoài sảnh lớn đều có vệ sĩ canh gác, gia nhân người hầu trên dưới 50 người đi qua đi lại để túc trực, không khác gì trốn cung điện vua chúa của ngày xưa. Từ ngoài cánh cổng lớn được mở ra, một chiếc xe Rolls Royce màu hồng sáng loáng từ từ tiến vào bên trong khuôn viên của biệt thự. Theo sau là hai chiếc xe cùng hãng màu đen và màu trắng cả ba chiếc siêu xe đều từ từ chạy vào rồi dừng hẳn ở gara đổ xe cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra đám hạ nhân người hầu nhanh chóng chạy từ trong biệt thự ra khuôn viên để nghênh đón chủ nhân của bạn họ cũng là chủ nhân của căn biệt thự này một nhà ba người rời khỏi gara đi vào bên trong sảnh chính dưới những ánh nhìn đầy kính trọng của gia nhân bước đi đầu tiên không ai khác chính là dương vệ dương lão gia là gia chủ của Dương Gia tại Lam Thành. Hai người phía sau là con gái, con trai của ông. Người con trai tầm 18 tuổi, ngũ quan rõ ràng là Tuấn Mỹ, khôi ngu tuấn tú, phong độ người người. Người con gái tầm 19 đôi mươi, nhàn sắc mặn mà, vô cùng xinh đẹp. Cô nàng còn có mái tóc đen, dài và mượt, đôi mắt to tròn đen lấy, đôi môi đỏ như son, được da trắng nõn như ánh trăng. Hóa nhìn thì thấy nàng rất giản dị Nhưng mà càng nhìn thì lại càng không thể nào Rồi mắt được Vẻ đẹp rõ ràng là mộc mạc giản dị Không son phấn Nhưng có thể khiến cho người ta bị lôi cuốn Vẻ đẹp đó Còn có thể là ai khác Ngoài Dương Tinh Nhi Cô bây giờ đã là một cô thiếu nữ trưởng thành Khí chất tôn quý Lại kiều diễm Mới ai địch nổi cho Không những vậy cô còn là người thừa kế duy nhất Của Dương Thị một tay giúp cho cha mình đảm đương chuỗi công ty con dưới trướng Dương Thị, dù mới chỉ có 19 tuổi. Sống trong môi trường làm việc, đấu đá lẫn nhau giữa các thương nhân, tính cách của Tinh Nhi cũng vì vậy mà thay đổi theo. Cô lạnh lẽo, độc tài và tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Tại sao cô gái nhỏ Tinh Nhi ngày đó đã thay đổi đến như vậy? Kể đến đây thì mới biết rằng, thời thế thay đổi đến bất ngờ, mà những bất ngờ kia con người ta không ai kịp đỡ. Đúng vậy, 4 năm trôi qua ở Nhật Bản, một chuỗi sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của cô gái nhỏ tình nhi. Câu chuyện là sau khi đến du học ở Nhật Bản được 1 năm, tình nhi trong một lần tình cờ đã giúp dương vệ cha ruột của mình chạy trốn khỏi đám sát thủ truy sát. Trong lúc nguy cấp, cô còn đỡ đạn giúp cho ông. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà từ người đàn ông này Cô lại cảm thấy ông có nét gì đó Thật sự là rất giống cô Và rồi theo bản năng cô không do dự Mà đỡ cho Dương Vệ một phát súng Khi đó viên đạn Đã trúng vào đầu của Tinh Nhi Khiến cô ngất liệm hồn mê sâu Trong suốt một năm trời Sự việc sau đó Lúc mà cô tỉnh lại sau ca phẫu thuật một năm Thì trong đầu đã không còn nhớ đến Bất kỳ chuyện gì trong kiếp trước cũng như là trong quá khứ nữa chỉ biết rằng bây giờ cô có cha là Dương vệ, có em trai là Dương Phi Dạ. Cô có cuộc sống mới, sống với cha và em trai trong một căn biệt thự trên đảo Tsukishima. Điều quan trọng là cô đã không còn nhớ đến Trình Trình thuở nhỏ, không còn nhớ đến lời hứa của hai người, không còn biết đến Lục Thiên Trình mà cô yêu thương là ai nữa rồi. Mà cha cô, Dương vệ đã mang cô trở về căn biệt thự này dạy cho cô tất cả mọi thứ rèn luyện cho cô tất cả những gì mà ông tích lũy được bên cạnh đó mọi thông tin của cô ở hải thành đều được ông xóa sạch một chút dấu vết cũng không còn nữa ngô quản gia lên tiếng chào hỏi mang đầy sùng bái ở bên trong dạ ông chủ cô chủ cậu chủ ba người đã về rồi những gia nhân khác cũng phải học theo quản gia mà cúi đầu trước ba người sự tôn quý cũng như sang giàu như vua chúa của gia chủ, khiến cho họ vừa kính sợ vừa không dám một dạ hai lòng. Dương vệ quét mắt, nhìn hết thầy, đám người hầu và cả quản gia. Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu, ai nấy cứ trở về làm công việc của mình đi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Ngô quản gia gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người lui xuống hết. Lúc này đây, chỉ còn ba cha con và ngu quản gia tiến thẳng vào bên trong sảnh chính ngồi xuống sofa Dùng vệ nhìn hai đứa con chậm rãi mở lời tình nhi phi dạ lần này cha con chúng ta sẽ rời khỏi nhật bản để thăm ông bà nội chúng ta sẽ phải ở lại lam thành trong một thời gian dài phi dạ lên tiếng phản đối sao thế cha sao chúng ta phải về đó chứ con không muốn đâu tình nhi thì vẫn im lặng hai từ địa danh làm thành làm cho tâm trí của cô chợt suy nghĩ đến một cái tên cũng gần giống như vậy chính là thành phố hải thành hải thành là nơi thế nào nó có đẹp không và có gì đặc biệt sao tình nhi vẫn đang suy nghĩ một đống câu hỏi thì lại nghe thấy cha của cô tiếp lời chúng ta phải trở về lần này bởi vì ông nội của con bệnh nặng sắp không qua khỏi rồi cha chị con không trở về đâu Hai người muốn về thì cứ về đi Phi dạ lại lên tiếng phản đối Dương vệ quát lên Phi dạ không được ngang bướng Con phải về thăm ông Dù sao thì ông cũng là ông nội Của hai chị em con Là cha của ta Cho dù chúng ta không thích Thì vẫn phải về thăm cho đúng nghĩa chứ Còn Phi dạ cúi đầu Không nói thêm tiếng nào Trong lòng không vui Trước kia nghe ngô quản gia kể cha dương vệ yêu mộ dung quyên mẹ của tinh nhi nhưng mà chính ông bà già kia đã ngăn cản hai người khiến cho hai người phải xa nhau mẹ của chị gái tinh nhi uất thận mà qua đời sau đó thì cha đã quen julia mẹ ruột của anh hai người kết hôn và sinh ra anh họ cũng tìm đến tận nơi ép bà phải chịu uất ức ngay khi vừa sinh em bé xong khiến cho bà hậu sản mà qua đời không có cơ hội ở bên cạnh anh anh căm hận hai người đó căm hận suốt đời hai người được gọi là ông bà nội tình nhìn lúc này mới lên tiếng phi dạ em nghe lời cha đi cha làm việc gì cũng có lý do chúng ta là con thì chỉ cần nghe theo là được rồi chị à chị không hận họ sao chính họ đã khiến cho mẹ của chị và mẹ của em ôm hận mà mất mạng em mãi mãi không tha thứ cho họ đâu Phi dạ nhìn tình nhi mà phân bua Tình nhi xoa đầu em trai Phi dạ Em 18 tuổi rồi Đừng trẻ con như vậy chứ Chúng ta theo cha về đó một thời gian thôi Rồi lại quay về đây Em yên tâm Cha sẽ không để chúng ta chịu thiệt đâu Cha con nói có đúng không Cô quay sang hỏi cha mình Dương vệ hài lòng gật đầu nói Tất nhiên là như vậy rồi Bởi vì hai đứa con Chính là bảo bối của ta mà Ông nở ra nụ cười Đồn hậu với cả hai đứa con của mình Phi dạ ngước mắt lên nhìn Rồi lại nhìn chị gái Biết rằng không đi là không xong Đành thuận theo Thôi được rồi, con nghe theo hai người Nhưng chỉ một thời gian thôi đấy nhá Sau đó phải quay về đây Được rồi, được rồi Quyết định như thế đi Hai ngày sau chúng ta khởi hành Tình nhi, phi dạ Hai đứa con chuẩn bị hành lý đi nha Nói xong Thì Dương Vệ và ngô quản gia rồi đi vào trong thư phòng bàn bạc thêm cho chuyến trở về chỉ còn lại tinh nhi và phi dạ cô chống hai tay vào cầm nhìn chăm chăm cậu em trai bằng đôi mắt to tròn của mình tiểu phi dạ tại sao em lại không muốn trở về lam thành phi dạ nhiều mắt nhìn chị gái cô chị gái cùng cha khác mẹ quả là siêu đáng yêu bình thường lạnh nhạt cỡ nào Thế mà nói chuyện với anh và với cha thì ẩm áp dễ thương, không thể nào chịu được. Đơn giản là em không thích thôi. Ở Lam Thành cũng giống như Hải Thành ấy, đều là trốn thị phi, khó phân, thế nên em không thích. Tình Nhi tò mò hỏi. Hải Thành sao? Hải Thành là nơi nào? Vì dạ do dự một chút rồi lôi laptop ra, nhấn nhấn gõ gõ một hồi, trên màn hình hiện ra một thành phố phồn thịnh vì dạo cầm laptop ngồi bên cạnh chị gái của mình rồi đưa cho tinh nhi xem đây chị xem đi đây chính là hải thành đấy à còn cái này nữa cơ anh nhấp tay lên một tiêu đề ở trên màn hình ngay lập tức trên màn hình hiện ra một hình chân dung của một người thanh niên phong độ lịch lãm và tuấn tố nhưng mà khuôn mặt kia tại sao lạnh lạnh lẽo đến như vậy chứ nhìn đến cái tên lục thiên trình Tình nhi chợt ngẩn người ra, một dòng điện giống như là xẹt ngang qua não bộ của cô. Người đàn ông này là ai? Tại sao cô lại nhìn mà cảm thấy quen thuộc đến như thế? Tại thành phố Hải Thành, buổi tối trong trang viên của Lục gia, tại sảnh chính, một dạ tiệc đang diễn ra. Tối nay chính là lễ sinh thần cho hai cô con gái sinh đôi của Lục gia, Lục Minh Mạc Hiên, Lục Minh Mạc Hạ. Cả hai cô vừa tròn 15 tuổi, tất cả những người thân thích của Lục Gia đều đến đây đông đủ, duy nhất chỉ thiếu có một người. Mạc Hân lên tiếng hỏi con trai, trong khi mà anh đang loay hoay với đống đồ uống trong giả tiệc. Thiên Bảo ơi, Thiên Trình vẫn chưa về sao con? Chắc là em ấy vẫn còn trong công ty đó, mẹ à. Nó nói là sẽ về trễ một chút. Thiên Bảo trả lời câu hỏi của bà mà hai tay thì vẫn chăm chú làm việc của mình. Mạc Hân nhìn thằng con trai cả, lắc đầu, lại nghĩ đến thằng con trai thứ hai cũng không khỏi phiền não. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai đứa từ chối du học. Thiên Bảo không chọn kinh doanh lại chọn làm bartender, còn Thiên Trình thì lại muốn dấn thân vào trốn thương trường khi tuổi đời còn quá non nớt. Nhưng thật sự là vượt qua mong đợi của bà, Thiên Trình không những không tệ mà còn làm tốt gấp mấy lần cha mẹ của mình tập đoàn Thiên Hân của Lục Thị hiện giờ chính là tập đoàn lớn mạnh nhất trong Hải Thành lại còn nổi danh khắp cả trong và ngoài nước đều do một tay anh trèo trống cho dù năm nay anh mới chỉ có 20 tuổi Thiên Bảo nói thêm với mẹ mẹ à Thiên Trình đã gửi quà mừng cho Tiểu Hiên và Tiểu Hạ rồi mẹ đừng lo nha mà Hân nói thêm được rồi mẹ đúng là hết cách với hai đứa mà thật không biết cái tính cách cuồng công việc là giống ai nữa bà nói xong thì lắc đầu rồi đi chào khách trong buổi tiệc thiên bảo nhìn theo mẹ anh mỉm cười mẹ anh đúng thật là vẫn coi bọn anh là trẻ con sao nơi đây ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì tại một nơi khác của hải thành lại yên tĩnh bấy nhiêu đó chính là cảng thanh hà buổi tối nơi đây ánh đèn rực rỡ chiếu xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng lấp lánh ánh sao không gian yên tĩnh đến kỳ lạ thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng sóng đánh vào bờ cảng dì dào như đang hát thập thoáng cuối bờ cảng có một bóng dáng cô đơn đứng dưới ánh đèn đôi mắt xa xăm nhìn ra phía xa nơi mặt biển không ai khác người đó chính là lục thiên trình ceo mới của lục thị buổi tối hôm nay anh không tham dự tiệc sinh thần của hai cô em gái mà một mình đến đây bởi vì trong lòng anh có cảm giác trống trải thiên trình đứng đó buồn vô cùng gió trên mặt biển lùa lên từng đợt ập vào khuôn mặt đã lạnh lẽo của anh bây giờ lại càng lạnh hơn gương mặt hao gầy cũng vì hơi lạnh mà có chút tái nhợt tình nghi em đang ở đâu chứ em còn sống hay là em đã thiên trình lầm bầm câu nói đó trong miệng hai bàn tay thon dài nắm chặt lấy thành lan can. Thực sự thì trong lòng anh đang vô cùng khó chịu. Anh rất nhớ cô, nhớ cô đến ra giết. Từ sau lần cuối cùng anh và cô liên lạc là 3 năm trước. Từ đó trở đi cô không còn liên lạc với anh nữa mà anh gọi cho cô cũng vô dụng. Ban đầu anh còn tưởng rằng cô làm như vậy là để chuyên tâm học hành. Nhưng sau đó anh mới biết rằng tinh Nhi vốn không còn học ở bất kỳ trường nào tại Nhật Bản. Hai năm trở lại đây, sau khi mà tiếp quản công ty, anh đã tự mình sang Nhật để tìm cô, nhưng ngay cả một chút manh mối cũng không có. Tình nhi của anh cứ giống như tự dừng bốc hơi khỏi thế gian này. Hai năm, đã hai năm rồi, anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô gái của mình, nhưng tất cả đều chẳng có kết quả gì. Thật vọng, nhiều khi khiến cho anh muốn buông xuôi tất cả. Lý trí nhiều lần nói với anh rằng, hãy buông bỏ đi, có tìm nữa cũng chỉ là vô ích mà thôi. Nhưng mà trái tim anh thì lại mãnh liệt mà mất bảo rằng đừng, đừng từ bỏ, anh nhất định sẽ tìm thấy cô ấy thôi. Tình nhi của anh nhất định sẽ quay trở về thôi. Tình nhi, em là đồ nói dối, em lừa anh. Tại sao em lại biến mất như vậy chứ, Tình nhi? Thiên trình gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt cũng vì vậy mà ứa ra, lần dài trên cỏ má, vừa bất lực vừa mệt mỏi, vừa khổ tâm bởi vì không thể nào làm được gì khác. Tại sao chứ? Tại sao anh cái gì cũng làm tốt nhưng mà chỉ có việc giữ tinh nhi ở bên cạnh là anh không thể nào làm được. Lục Thiên Trình ngồi gục xuống thành lan can ở bến cảng, cả người xã rồi vì thất vọng, vì cô đơn. Nếu năm đó anh kiên quyết giữ cô lại thì có lẽ mọi việc đã không xảy ra như ngày hôm nay. Mọi thứ bây giờ khiến cho một người cứng cỏi như anh cũng phải ứa nước mắt. Đã 4 năm trôi qua Có ai biết được anh đã cố gắng như thế nào không Anh lao đầu vào học tập Rồi lại lao đầu vào trong công việc Cứ như vậy từ sáng đến tối Đều là trong công ty Tất cả chỉ để lấp đi khoảng trống Trong trái tim của mình Hết làm việc và những ngày rảnh rỗi Anh lại xuất ngoại để sang Nhật Bản Tìm kiếm tinh nhi Cho dù chỉ là một chút tin tức cũng được Nhưng mà tất cả chỉ là con số không Dương Tinh Nhi Em đang ở đâu chứ Em có biết là anh nhớ em Nhớ đến phát điên rồi Em hiểu không Từng cơn gió lùa vào mặt Khiến cho anh lạnh buốt Nhưng mà trái tim của anh còn lạnh hơn bao giờ hết Thiên trình dựa mình vào lan can ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối Ở trên trời sao sáng lấp lánh Xinh đẹp đến nhiều nào Nhưng mà tại sao cuộc sống Không có tinh nghi Lại tăm tối vô cùng thượng đế cho hai người trọng sinh nhưng lại không cho hai người ở bên nhau. Nhân gian này chữ duyên chữ phận là cái gì chứ? Tất cả đều là dối trá, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tin vào duyên phận thêm một lần nào nữa, không thèm tin nữa. Sau buổi tối hôm nay, anh sẽ từ bỏ, anh sẽ chôn sâu hình bóng của cô trong trái tim mình, sẽ chấp nhận một cuộc sống không có cô. Tất cả nỗi nhớ của anh về cô sau đêm nay sẽ khóa lại, tất cả và cất giữ trong lòng anh sẽ mang nó theo cho đến ngày anh xuống mồ thì thôi tại lam thành hai ngày sau đó ở sân bay trên một chiếc máy bay hạng sang vừa hạ cánh trên đường băng một nhà ba người dương vệ bước xuống sân bay cùng với ngô quản gia và tùy tùng của bạn họ lập tức du khách trong sân bay đều phải bắn ánh mắt nhìn về phía bọn họ bởi vì khí chất của cả ba cha con quá bắt mắt Dương vệ mặc trên người Âu phục màu đen Dù tuổi đã ngoài tứ tuần Nhưng mà dung mạo của ông bất phàm Khí khái tôn quý Đích thị là một gia chủ quyền uy Dương phi giả dù 18 tuổi thôi Nhưng mà khi khoác lên Bộ âu phục màu trắng Trong ngân chàng chẳng khác gì Một bạch mã hoàng tử Của bao nhiêu cô gái ảo ước Còn tình nhi Sau 4 năm cuối cùng thì cô đã quay trở về Lần đầu tiên đến Lam Thành Mọi thứ đều lạ lẫm Lần này theo cha về Mục đích chủ yếu chính là Muốn đến xem cái nơi gọi là Hải Thành kia là một nơi trông thế nào Trên người tiên nhi Là một chiếc váy body Màu trắng gạo, cổ lọ Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vét Màu đỏ đô Làm nổi bật lên làn da trắng nõn Trên đôi mắt điểm thêm Một cặp kính dâm màu trà Tóc dài đen xõa ra tự nhiên Khí chất cao quý thanh thoát Dùng mạo chỉ cần nhìn bên ngoài thôi đã thấy xinh đẹp rồi nếu còn nhìn kỹ hơn nhàn sắc quà cặp kính kia thì phải xinh đẹp đến cỡ nào chứ thoạt nhìn cô đã không còn là dương tinh nhi đơn thuần ngây thơ của 4 năm về trước nữa họ là ai thế mới đến Lam Thành sao chắc là mới đến rồi nhìn khác quá không giống phong thái Trung Hoa của chúng ta là người Hoa chúng ta đấy nhưng mà hình như không ở trong nước từ lâu rồi thì phải nhìn xem Hai cô cậu kia sang trọng quá Chắc là được cưng chiều phải biết Bao nhiêu lùi xì xào Đều rót hết vào trong tay của hai chị em Tình nhi ghé sát tay của em trai Cô thì thầm Tiểu Phi dạ trưa mai đến Hải Thành như đã định Ok Phi dạ giơ tay ra dấu ok Hai chị em nhìn về phía của cha Lén tủm tìm cười đắc ý với nhau Ba cha con đợi 10 phút thì một chiếc ô tô màu đen từ bên ngoài sân bay tiến vào chậm chậm rồi dừng lại. Bác Hoàng, tài xế già bước xuống xe, cúi đầu kính cẩn trước dương vệ. Cậu chủ, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Chú Hoàng, chú vẫn khỏe chứ? Bác Hoàng cũng gật đầu chào, đôi mắt nghiêng sang nhìn hai chị em tinh nhi, phì dạ, rồi do dự hỏi dương vệ. Dạ cậu chủ, đây là... Đây là con gái và con trai của tôi Cậu từ khi nào mà Bác Hoàng ngạc nhiên không thôi Thế nào mà mới 20 năm Cậu chủ của ông bây giờ Đã có đến hai người con luôn rồi Cậu chủ à Tôi Bác Hoàng nhìn Dương Vệ không nói nên lời Dương Phi Dạ Nhìn phản ứng của bác Hoàng có chút buồn cười Buồn cười đến khách bỉ Được cười Ông ta kinh hãi cái gì chứ Nhìn ông ta thì có lẽ là đã làm tài xế trong dương gia rất nhiều năm Thế mà ông ta lại không biết gì về thân phận của hai chị em sao? Đối với chị gái Tinh Nhi thì có thể là không biết Còn với anh chẳng phải là ông bà già kia đến tận nơi rồi sao? Vậy mà lại không nói cho tất cả người trong dương gia Biết về sự tồn tại của anh Thật là đáng khinh Dương vệ lên tiếng cắt ngang không khí ngột ngạt Chuyện này để sau nói tiếp Chú đưa cha con tôi về gặp cha mẹ tôi trước nha Dạ vâng, cậu chủ Mời mọi người lên xe Chúng ta đến trang viên Lão gia và phu nhân đợi mọi người lâu rồi Bác Hoàng vừa nói Vừa nhanh tay mở cửa sau xe Tình nhì và phi dạ Vẫn không nói một lời nào Chỉ lặng lẽ theo cha ngồi lên xe Chiếc xe rời khỏi sân bay Rồi nhanh chóng hòa vào trong lộ lớn xe chạy được nửa tiếng thì dừng lại tại một trạm xăng lớn bác hoàng xuống xe để đổ xăng tình nhi ngồi sát cửa kính trong lúc đợi đổ xăng cô tiện tay hạ cửa kính xuống để nhìn khung cảnh ở bên ngoài phi dạ cũng theo chị gái mà nhìn theo hai chị em bốn mắt vừa nhìn ra ngoài thì ngay trước mặt họ một chiếc xe bmw màu đen bạc cũng vừa đỗ sát ngay ở bên cạnh xe họ hình như là cũng vào đây đổ xăng Cửa kính xe từ từ hạ xuống Một thanh âm trầm ấm vọng ra Không quá lớn Nhưng cũng đủ cho hai chị em Và cả nhân viên đổ xăng nghe thấy rõ ràng Phiền cậu đổ đầy xăng giúp tôi Giọng nói này Sao mà cô thấy quen quá Hình như là cô đã nghe ở đâu đó rồi Tình nhì tháo luôn cặp kính xuống Để mà nhìn cho rõ Kính vừa tháo xuống Tình nhì nhớn đầu ra ngoài xe Để nhìn xem chủ nhân của giọng nói kia là ai ngay khi mà cô nhìn thấy khuôn mặt đó thì bác hoàng cũng khởi động xe là anh ta sao lục thiên trình chính là người mà em trai của cô nói hai hôm trước là tổng tài của lục thị tại sao anh ta lại ở lam thành không phải anh ta là người hải thành sao tiếng máy xe hơi bên cạnh làm cho người thanh niên bên trong chú ý anh cũng đưa khuôn mặt ra ngoài nhìn xem chiếc ô tô lướt qua mặt của thiên trình khuôn mặt cô gái vừa lướt qua anh, thiền trình bất giác ngây người. kia là tinh nhi của anh sao? tinh nhi, tinh nhi, anh gọi rất lớn khiến cho cô giật mình. cô quay mặt lại nhìn theo anh, trái tim của cô trượt nhói theo hai từ tinh nhi mà người kia gọi. tại sao lại nghe đau khổ dần vặt đến như vậy chứ? tinh nhi mà anh ta gọi là cô sao? thiên trình vội vàng mở cửa xe chạy vội theo chiếc xe ô tô màu đen cô gái kia rõ ràng là tinh nhi của anh vậy tại sao cô gặp lại anh lại không nhận ra thiên trình cố gắng đuổi theo gọi rất to tinh nhi tinh nhi thế nhưng không kịp chiếc ô tô lái nhanh đi rồi mất dạng bỏ lại chàng trai ngây ngốc đứng tại chỗ trong lòng trống rỗng hụt hẫng hai mắt cay xẻ thiên trình lầm bầm một mình Tại sao chứ Rõ ràng em chính là Tinh Nhi Tại sao em lại không nhận ra anh Nhân viên đổ xăng nhắc nhở Làm cho Thiên Trình hoàn hồn Anh ơi Xăng đổ xong rồi đấy à, Xin lỗi Tiền của cậu đây Thiên Trình trả tiền xong Thì lái xe rời khỏi trạm xăng Trong lòng rối tinh rối mù Khó khăn lắm Anh mới có thể đưa ra quyết định của mình Về mà tại sao Một lần nữa anh lại gặp cô cơ chứ một điều nữa là tại sao cô lại gặp anh nhưng mà làm như không quen biết và không nhận ra anh hay là cô gái kia vốn dĩ không phải là tinh nhi của anh mà chỉ là một người khác giống cô bao nhiêu nghi vấn nảy ra trong đầu thiền trình siết chặt vô lăng trong chuyện này nhất định là có ẩn tình anh phải điều tra cho rõ ràng thật là trùng hợp hai ngày trước nếu không phải là anh cố tình đến lam thành để trốn mẹ anh thì hôm nay có lẽ là anh đã không được gặp cô rồi, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra với Tinh Nhi trong vòng 4 năm qua. Thiên Trình suy nghĩ một hồi, anh gia tăng tốc độ, lái nhanh về chung cư nhỏ của anh tại Lam Thành. Về phía Tinh Nhi, sau khi ngồi an tĩnh trên xe, cô đeo kính lên, nước mắt bỗng dưng chảy ra. Tại sao chứ? Tại sao khi mà nhìn đến khuôn mặt của người đàn ông Lục Thiên Trình kia thì trái tim của cô lại đau đớn anh ta là ai tình gì mà anh ta gọi là gì của anh ta tại sao vừa nhìn thấy cô anh ta lại có phản ứng như thế dương phi dạ nhìn chị gái của mình sau khi mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì có gì đó sai sai nên quyết định hỏi thử chị à chị không sao đấy chứ ờ um, ừ, chị không sao chị hơi mệt thôi chị ngủ đây cô nói xong thì tựa mình vào ghế khép mắt lại Bởi vì nếu không nhắm mắt Thì nước mắt của cô sẽ cứ như vậy Mà trào ra không thôi Phi dạ nhìn chị gái Anh không dám hỏi thêm một điều gì Chẳng biết là sau cặp kính dâm to kia Chị gái của anh là đang ngủ Hay là đang nhắm mắt Mà giấu đi cảm xúc trong lòng của mình nữa Tại trang viên của Dương Gia Một tòa nhà lớn Nằm gần khu ngoại ô Lam Thành Nơi đây dân cư vốn không có nhiều Nhưng mà lại là khu đất có nhiều công ty nhỏ và xưởng công nghiệp chế tạo cơ khí cùng với các ngành dệt may, sản xuất gốm. Tòa nhà của Dương Gia nổi bật nhất trong khu ngoại ô này. Xe tiến vào trong cổng lớn, người bên trong nhà nhanh chóng đi ra. Tình Nhi và Phi Dạ nhìn qua ô kính xe, thấy được 6 người, xem trường cũng sắp xỉ, hàng 40 trở lên. Quần áo nhìn sang trọng, xem ra chắc là họ hàng gì đó bên nhà cha rồi còn có thêm ba người nữa, một nữ hai nam, tuổi tác cũng chạc hai chị em cô. Tình nhì thì thầm vào tai em trai cô để hỏi. Tiểu phi dạ, ông bà nội là ai thế? Họ không có ra. Phi dạ nãy giờ cũng liếc sơ qua, anh lắc đầu trả lời. Không ra sao? Tình nhì hơi nhíu mày. Cô nghe phi dạ nói mẹ cô và mẹ của phi dạ đều do ông bà nội ép phải chết. Họ đây là không dám nhìn mặt hai chị em sao? Hay là khinh thường không muốn gặp cha con họ đây." Chiếc xe dừng lại hẳn, bác Hoàng mở cửa xe ra, Dương Vệ và hai đứa con của ông xuống xe, cả ba người cùng đi tới trước mặt đám người trong nhà. Anh cả đã lâu không gặp. Dương Vệ mở lời, chào một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, ông ta là anh trai ruột của Dương Vệ, tên Dương Viên. Tình nhì nhìn người đàn ông kia đoán rằng ông ta chính là trưởng tộc Vậy còn mấy người khác Tại sao không ra chào họ chứ Dương viên không mặn không nhạt mà đáp lời Vậy còn mấy người khác Sao cha không chào họ chứ Dương viên không mặn không nhạt mà đáp lời Chú về rồi sao Về rồi là tốt Mau vào thăm cha đi Dương vệ gật đầu Rồi dẫn tinh nhi và phi dạ đi vào bên trong Lúc này một người đàn ông đứng bên cạnh Dương Viên lên tiếng ngăn cản. Khoan đã. Dương Vệ ánh mắt nguy hiểm nhìn Dương Doãn. Dương Doãn, chú muốn gì đây? Cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nói là anh hai, anh đi bao nhiêu năm rồi. Cũng không biết hai đứa con của anh từ đâu ra. Vừa nói, Dương Doãn vừa chỉ tay vào tinh nhi phi dạ. Hai đứa nó, cho dù là con của anh, thì cũng không được phép đặt chân vào sảnh đường của nhà họ Dương. Anh càng không có tư cách để mà trở về đây. Dương vệ nghe Dương Doãn nói như vậy thì cười lạnh mà đáp, "Chú ba, chú tưởng Dương vệ tôi muốn về đây lắm sao? Nếu không phải là ông ta và bà ta cho người đến tận dinh thự của tôi năn nỉ tôi trở về thì chú tưởng rằng tôi sẽ về sao?" Dương vệ tiến sát gần Dương Doãn, bàn tay của ông thật nhanh Tôi lấy cổ áo của Dương Doãn Bù ra câu nói lạnh lẽo Chú ba Đừng cố gắng đối đầu với tôi Tôi nói cho chú biết Tài sản Dương Thị là do tôi không cần Bằng không thì tôi muốn lấy lúc nào là lấy Cho dù là trước kia Hiện tại hay là trong tương lai Chú đều không thể nào đấu lại được tôi Dương vệ buông cổ áo của Dương Doãn ra Nhìn hai đứa con của mình Thản nhiên nói tiếp Còn nữa, Hôm nay tôi dẫn con của tôi về đây Là nhận tổ quy tông Ai mà dám ngăn cản Thì dương vệ tôi Phải cho ông già đó biết Cho dù ông ta có làm gì Thì cuối cùng vẫn sẽ phải nhận Danh phận con trai và con gái của tôi Vừa dứt lời Ông nắm tay của hai con Đi vào trong sảnh chính Để lại một đám người ở đằng sau Tức giận đến nổ mắt Trong đám người kia Ba người trào tuổi của Tinh Nhi, Phi Dạ Chính là con của Dương Viên và Dương Doãn Cô gái 20 tuổi Là con gái duy nhất của Dương Viên Tên Dương Thiên Thảo Xét về vai vế Chính là chị họ của Tình Nhi, Phi Dạ Cùng hai cậu con trai của Dương Doãn Dương Thành 21 tuổi Dương Tuân 19 tuổi Cả hai vừa nhìn đến Phi Dạ Thì không ưa ra mặt Thì thầm to nhỏ gì đó Rồi rời đi Suốt tới lúc xuống xe Tình Nhi vẫn chưa nói bất kỳ một câu nào ngay khi mà vừa vào trong sảnh chính cô mới lên tiếng Cha, bọn họ rất không thích chúng ta Đúng vậy Nhưng chúng ta dù sao Vẫn có quan hệ huyết thống với bọn họ Cha con ta chỉ cần làm đúng nghĩa vụ Là được rồi Tình nhi phi dạ Là cha làm khó hai con rồi Dạ không sao Chúng con có cha là đủ rồi Cảm ơn hai bảo bối của cha dương vệ nói xong thì dắt hai đứa con đến phòng nghỉ của dương lão gia ở trên phòng dương lão gia nằm trên giường bệnh đôi mắt khép lại như đang ngủ dương phu nhân đang ngồi bên cạnh chăm sóc vừa thấy ba cha con dương vệ đi vào bà ta có chút ngỡ ngàng sau đó là sửng sốt kinh ngạc rồi trực tiếp nổi giận mà quát mắng đồ bất hiếu mày đi bao lâu bây giờ mới biết quay về sao mày không đợi cha mày xuống mồ rồi về luôn đã thế Mày có đem hai cái thứ dã chủng kia về làm gì? Dương gia tao không bao giờ thừa nhận loại con chó ngoài gia thú giống như hai đứa nó. Cút đi. Bà ta vừa chửi vừa chỉ tay về phía tinh nhi phi dạ. Giọng nói rất lớn, tất cả đám người khi nãy nghe quát tháo cũng vào tận nơi mà chứng kiến. Tình nhi phi dạ nhìn chăm chăm người đàn bà, có gương mặt hơi dữ tợn, nhăn nheo, đang ngồi đó mắng nhiếc cha của mình không thường tiếc cả hai đều căm phẫn vì cái gì mà bọn họ phải đứng đây để nghe bà già cay nghiệt kia xỉ vả chứ con hoang sao dã chủng sao tình nhi cười lạnh trên đời nào mà có loại mẹ ruột như bà ta chửi con trai mắng chó nội cô nhớ rất rõ phi dạ đã nói rằng mẹ của hai người là vì bà già kia mà phải chết qua bao năm bà ta vẫn không nguôi sự ghét bỏ dương vệ im lặng đợi bà ta chửi xong thì lúc này ông mới lên tiếng bà nói xong chưa nếu xong rồi thì đến lượt tôi nói lý thanh trúc bà tưởng bà là ai chẳng qua cũng là thứ tiểu tam mẹ tôi qua đời bà mới có cơ hội làm chính thất tôi nói cho bà biết tôi xem bà là mẹ chỉ vì nể mặt cha tôi mà thôi hôm nay tôi quay về đây là để gặp ông ấy không phải là gặp bà bà biết điều thì đừng đối đầu với tôi Tôi không còn là Dương vệ của hai mấy năm trước. Tốt nhất bà nên yên phận, nếu còn muốn tiếp tục sống ở đây, bằng không thì tôi sẽ tống cổ mẹ con bà trở về lý gia. Dương vệ tôi nói được làm được. Mày Lý Thành Túc bà ta câm nín không thể nào nói thêm, vì những gì mà Dương vệ nói đều rất đúng. Từng lời từng chữ của ông nói ra, đám người kia nghe rõ ràng, ngoại trừ vợ chồng Dương Viên và con gái Dương Thiên Thảo khi tất cả những người còn lại đều tức giận đến mặt mũi xám xịt, nhất là Dương Doãn, ông ta hận, hận vì sao ông ta lại là con của Tiểu Tam. Dương Vệ lạnh lùng nói tiếp: Tôi hôm nay cũng nói luôn cho các người biết, tôi quay trở về Dương gia, chính là sẽ thay cha tôi tiếp quản Dương gia. Ai không phục thì rời khỏi. Từ giờ trở đi, ai ở phận nào thì ở yên phận đó, còn dám dở trò thì cuốn xéo cho tôi vừa dứt lời ông dẫn tinh nhi phi dạ đi ra khỏi phòng đám người kia lại một lần nữa bị bỏ lại với sự tức giận trong lòng dương viên và vợ dẫn con gái rời theo sau chỉ còn lại dương doãn và vợ ông ta đáng chết khốn kiếp ông ta không ngờ rằng mọi thứ lại thành ra thế này lão già kia sắp chết rồi lại kêu dương vệ quay về đây và đáng hận hơn nữa đó chính là lần này dương vệ đã thực sự quay trở về gia chủ chính thức của Dương gia là Dương vệ chứ không phải là một ai khác cả. Buổi sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa thức giấc, cảnh vật vẫn như còn chìm trong giấc ngủ. Biệt thự riêng của Tình Nhi, căn biệt thự không lớn lắm so với dinh thự ở đảo Tsukishima, nhưng mà so với những căn biệt thự khác ở Lam Thành, nó là hoành tráng và sang trọng nhất. Bà cha con họ về Lam Thành, nhưng mà không định ở nhà chính Dương gia nên Dương Vệ đã đặt mua căn biệt thự này cho con trai, con gái. Vừa hay căn biệt thự này nằm gần biển, đi bộ 5-10 phút là có thể nhìn thấy biển rồi. Dương Vệ cố tình cho người mua căn biệt thự này bởi vì ông biết Tình Nhi rất thích biển. Đơn giản, cô chính là con gái cưng của ông. Tình Nhi ở trên giường ấm trong phòng vừa thức dậy đã nghe tiếng của phi giả ở bên ngoài gọi cô. Chị Tinh Nhi, đi ngắm biển cùng em không? ngắm biển á tình nhìn ngồi bật dậy cô lại không biết ở đây sẽ có biển cơ đấy hôm qua trên đường về đây từng đợt gió biển lùa vào xe cô cứ tưởng là nó ở xa lắm Phì dạ ở bên ngoài nói vọng vào đi bộ nha chị biệt thự này gần biển đấy ờ à, vậy đợi chị một chút tình nhìn nhanh chóng phi ra khỏi giường sau câu trả lời của em trai 15 phút sau đó hai chị em cướp bộ ra khỏi căn biệt thự có thêm bốn vệ sĩ đi theo một vệ sĩ cung kính lên tiếng cô chủ cậu chủ lão ra dặn chúng tôi đi theo cô và cậu không cần đâu nếu bốn người các anh đánh thắng được tiểu phi giả thì các anh có thể đi theo tình nhi nhìn bốn vệ sĩ mà đưa ra yêu cầu dạ chuyện này thì cả bốn người vệ sĩ trương hừng cô chủ nói như vậy là làm khó họ rồi bốn người có giỏi đến đâu thì làm sao mà dám ra tay với cậu chủ cơ chứ hơn nữa bọn họ đánh chưa được mấy chiêu nên bị cậu chủ cho ăn hành rồi vệ sĩ khó xử nói không thành công dạ cô chủ cái này thì lão gia ra... yên tâm đi tôi bảo vệ được cho chị tôi mà hơn nữa chúng tôi chỉ đi dạo gần đây thôi rất nhanh sẽ quay trở về phi dạ lên tiếng cắt ngang Dứt lời anh kéo tay chị gái của mình rồi đi Bỏ lại bốn người vệ sĩ đứng như trời trồng Có nên bẩm báo cho lão gia biết không đây Bốn người còn chưa biết phải làm gì Thì hai chị em đã đi xa tít khỏi các biệt thự rồi Vì dạ lắc đầu anh nói với chị gái Bọn họ phản ứng chậm quá Chỉ được mỗi cái trung thành với cha thôi Ừ chị cũng nghĩ như em Hai chị em trò chuyện qua lại rồi đi ra bờ biển từ lúc nào không hay khi mà đôi bàn chân đặt vào lớp cát mịn màng mới thực sự biết là đến nơi rồi không khí buổi sáng sớm thật là tuyệt vời từng làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi mặn của nước biển thổi ùa vào mặt làm thoải mái vô cùng biển ở lam thành đúng là có phần thoải mái hơn so với biển ở sukishima chắc có lẽ lần đầu tiên mới đến đây nên cảm thấy như vậy chăng hai chị em đi dọc theo bờ biển nơi phía xa bình minh dịu nhẹ bắt đầu dạng lên trong buổi sớm từng cơn sóng nhỏ dập dìu chốc chốc lại ập vào chân của hai người họ phi dạ vừa cúi xuống nhặt một cái vỏ sò thật lớn vừa hỏi chị tình nhi chị đã từng yêu ai chưa cô chợt dừng lại bước chân khi mà nghe thấy câu hỏi từ dương phi dạ trong đầu cô chợt lóe lên một ký ức mờ nhạt nhưng cô không rõ đoạn ký ức kia là cái gì nữa chỉ biết hình như là khi đó cô rất hạnh phúc thì phải. Thấy chị gái của mình ngẩn người trong phút chốc, Phi Dạ tò mò hỏi. Chị sao đấy Tình Nhi? À, không có gì đâu. Sao tự dưng em lại hỏi chị như vậy? Em có chuyện gì à? Ba năm trước, khi mà cha đưa chị còn hôn mê trở về dinh thự, em lúc nào cũng thấy chị luôn đeo cái này. Phi Dạ vừa nói vừa đưa cho Tinh Nhi một sợi lắc tay bằng bạch kim trên Chiếc lắc tay duy nhất có một đặc điểm, đó chính là hai chữ T đi kèm với chữ N. Chữ cái kia được chế tác lồng vào nhau trông rất tinh xảo, vừa nhìn vào đã đã biết người tặng cái này chắc chắn có một tâm ý rất đặc biệt. Phi Dạ nói tiếp. Khi đó, vì sợ lâu dài bị mất nên cha đã tháo ra và đưa cho em, dặn em khi nào chúng ta trở về Lam Thành thì đưa nó cho chị. Tình nhì cầm chiếc lắc tay Chăm chú nhìn Càng nhìn cô lại càng cảm thấy quen thuộc Dường như cái này rất quan trọng với cô Cô dây dây mi tâm mà nói Phi dạ Em có biết trước khi cha đưa chị Về Dương Gia Chị từng làm gì không Em cũng không rõ Em chỉ nghe ngu quản gia nói Chị trước kia đang du học ở Nhật Sau đó vì cứu cha nên bị thương ở đầu Còn lại mọi chuyện em không biết Phi dạ dừng chân dùng sức ly vỏ sò ra xa phía mặt nước biển. Đi du học sau Tình nhi càng nghĩ càng đau đầu, đoạn ký ức kia lóe lên rồi lại biến mất, nó khiến cho đầu cô đau như muốn nứt ra. Cô ngồi sụp xuống mặt cát ở bờ biển, phi dạ cuống quýt. Chị à, chị sao thế? Chị, chị đau đầu quá, vô cùng đau. Cô đau đến mức nhăn mặt nhăn mày, cố gắng trả lời. Phi dạ định đỡ cô dậy, thì đã bị cô ngăn cản chúng ta về nhà đi chị không sao chị muốn ở một mình em cứ về trước đi phi dạ cô khó khăn đáp phi dạ phản đối ngay vậy làm sao được chị nếu chị có chuyện gì xảy ra thì cha sẽ làm thịt em mất chị không sao ngồi một lúc là hết thôi em về đi chị muốn yên tĩnh một chút thôi được rồi nhưng mà có chuyện gì chị phải gọi cho em ngay đấy Phi dạ nói xong nhưng vẫn không nỡ rời đi Lại bị tinh nhi ra hiệu trở về Cuối cùng anh đành về trước Hơn nữa chỗ này cũng không quá xa So với các biệt thự Nên anh cũng yên tâm Anh ngoái cổ lại nói với chị Chị à chị cẩn thận đấy Em về trước đây Ừ đi đi Sau khi phi dạ đi rồi Tinh nhi cũng đứng lên Phủi cát sạch khỏi váy Rồi chậm rãi đi hết bờ biển còn lại vừa đi cô vừa suy nghĩ về chuyện mà em trai mình vừa nói cô đã từng yêu ai hay chưa trước đó cô đã từng đi du học sao vậy thì khi đó cô từ đâu đến nhật để du học khi mà chưa gặp cha chưa gặp phi dạ cô đã ở đâu cô từng yêu ai đó rồi sao trước lóc tay được tinh nhi nắm chặt cô đi mãi đi mãi đôi trần trần đi trên bãi biển cho đến cuối bãi biển bên kia thì trời cũng dạng sáng hẳn những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng hàng cây cao. Nơi bãi biển bên này thật là yên tĩnh, chẳng có gì ngoài những bờ đá lớn bị sóng đánh vào mà nước văng tung tóe, thành âm rào rào như hát mừng ngày mới. Từ xa xa trên những bờ đá lớn, tình nhìn thấy một thân hành mờ ảo, bóng dáng đó chứa đựng sự cô đơn và lẻ loi. Cô đi gần hơn để xem xét rốt cuộc là ai, mà mới sáng sớm mặt trời còn chưa thức dậy đã đến đây hết mùi nước biển rồi. Mà xem ra, cái người kia cũng thích biển giống như cô. Càng tiến gần thì thân ảnh kia lại càng rõ ràng. Là một chàng trai sao? Tình Nhi nhìn thân ảnh người con trai kia, cô cảm giác được hình như là cô đã gặp anh ở đâu rồi. Khi mà khoảng cách chỉ còn có 10 bước chân, tình nhì có chút sửng sốt. Kia không phải là lục tổng mà em trai cô thường nói sao? Là người mà hôm trước cô đã tình cờ thấy ở trạm đổ xăng. Không ai khác, người thanh niên đó chính là Lục Thiên Trình. Ngày hôm qua, sau khi mà gặp tình nhi ở trạm xăng, anh về biệt thự của mình để thăm dò tin tức của cô. Nhưng không có kết quả gì cả. Anh phiền não trong lòng mới sáng sớm đã đến đây ngắm biển. Vì biệt thự của anh cũng ở gần đây. Trái tim quá nhớ đến cô gái của mình nên nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ anh không biết. Tình Nhi khó hiểu lầm bầm một mình Anh ta đang làm gì ở đây chứ Cô nhẹ nhàng tiến tới Leo lên mỏm đá lớn Từ đằng sau người con trai Càng đến gần trái tim cô lại càng nảy lên liên hồi Kỳ lạ thật đấy Bình thường cho dù là ai Cô cũng chẳng có cảm giác run rẩy như thế này Sóng biển lại thêm một lần nữa Đánh vào bờ đá rào rào Bọt nước văng lên ướt cả váy của Tinh Nhi Khiến cho cô bất giác la lên lập tức thanh âm đó đã rơi vào tai của người đàn ông anh kinh ngạc quay lại nhìn trong đôi mắt của anh nước mắt lăn dài vẫn còn chưa kịp lau anh ta khóc sao tình nhi ngây ngốc nhìn còn thiên trình dường như là không dám tin vào mắt của mình bấm môi của anh mãi sau đó mới có thể mấp máy tình tình nhi là em sao không gian giống như ngưng động khi mà khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau anh đứng đó nhìn cô nhìn rất kỹ không sai người con gái trước mặt anh chính là dương tinh nhi của anh anh không thể nào nhận nhầm được cho dù là 4 năm không gặp nhưng anh vẫn nhớ như in khuôn mặt của cô trong tâm trí hai người chỉ cách nhau chưa đầy bốn bước chân nhỏ khá gần là gần đến nỗi cả hai người có thể nhìn thấy được rõ ràng trong đôi đồng tử màu nâu có hình bóng của đối phương tinh nhi đứng lùi lại trên bờ đá tạo khoảng cách với tiên trình cho dù đã biết anh chính là người lãnh đạo của lục thị nhưng cô vẫn lịch sự lên tiếng hỏi anh là ai bản thân cô vốn không phải là một người vồn vã vậy nên đặt câu hỏi kia thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ đôi mắt của thiên trình trong phút chốc rơi xuống đáy vực bởi vì ba chữ vừa được thốt ra từ miệng của cô anh bất giác lùi lại cô không nhận ra anh tinh nhi của anh vậy mà không nhận ra anh rồi trẻ tim anh bất chợt nhói lên đau đớn thật sự là rất khó chịu cho dù đã cố gắng kìm nén nhưng mà cảm giác bị người mà mình yêu thương nhất lãng quên đi thật là đau đớn mãi lâu sau anh mới bình tĩnh mà trả lời tôi là lục thiên trình là tổng tài của tập đoàn lục thị công ty thiên hân tại hải thành à vậy sao tôi biết anh rồi trên tạp chí nói đến anh rất nhiều cô nghe anh trả lời thì gật đầu cô không nhìn anh trả lời mà cô vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống một mỏm đá cạnh chỗ của anh ngồi khi nãy cô tiếp lời tôi ngồi đây có được không được chứ thiên trình nhàn nhạt, nhạt đáp anh cũng ngồi xuống chỗ bàn nãy trong đầu không ngừng suy nghĩ quả nhiên trong thời gian tình nhì đi du học đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho cô quên đi anh rồi mà vấn đề là gì tại sao một người bình thường như cô lại có thể quên đi hết những chuyện xảy ra trong quá khứ? trừ khi chuyện đó vượt quá sức chịu đựng của cô anh nhìn cô rồi đinh đinh một điều bây giờ có lẽ cô xem anh là một người mới quen mà thôi chắc chắn là như thế rồi Thiền trình hỏi cô một loạt vậy còn cô cô tên là gì nhà cô ở gần đây sao tôi tên là dương tinh nhi nhà tôi là ở phía xa kia kìa cô vừa trả lời vừa chỉ tay về ngôi biệt thự ở đằng xa. Chỉ lộ ra một mái ngói màu đỏ tươi. Thiên Trình lại nhìn cô hỏi tiếp. Cô tên là Tinh Nhi sao? Tên đẹp thật đấy. Và giống với một người tôi quen. À vậy sao? Vậy nên ban nãy anh nhìn tôi mà gọi lầm tên của bạn anh sao? Cô chớp mí mắt hỏi anh. Thiên Trình trầm mặc mất một lúc. Đúng vậy cô rất giống cô ấy cô ấy là bạn gái của anh sao tình nhì tò mò hỏi cũng không hiểu vì sao mà cô cảm giác ở trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này cho dù có chút run sợ nhưng vẫn có thể nói chuyện rất thoải mái với anh thiên trình im lặng một lát đôi mắt của anh nhìn xa về phía mặt biển lấp lánh bình minh vừa chiều đến cô ấy là người tôi yêu thương nhất vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu Cô vô tư hỏi mà không biết rằng câu hỏi này của cô một lần nữa bóp nghẹn trái tim của Lục Thiên Sình. Anh nhìn cô cười khổ, anh nói rất nhỏ nhưng rất rõ ràng để tình nhi có thể nghe được câu trả lời của anh. Cô ấy đang ở đây, nhưng cô ấy đã không còn nhớ tôi nữa. Tình nhi nghe câu trả lời mà trong trái tim bất chợt đập chật đi một nhịp trong đầu cô tự suy tơ. Anh ta đang nói đến mình sao? Thật là kỳ lạ. Càng nói chuyện, càng nhìn anh Thì cô lại càng cảm thấy giống như là kiếp trước Hai người gặp nhau rồi Nhưng không thể nào xác định được Không khí một lần nữa rơi vào trong trầm mặc Tình nhi không dám hỏi gì thêm Mà thiên trình cũng không nói bất cứ điều gì Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng sóng của biển Đập vào mặt đá Mãi lâu sau đó Thiên trình trột lên tiếng Cặt ngang bầu không khí yên tĩnh Tình nhi Cô từ nước ngoài về sao Trước kia cô làm gì Tình nhi đang suy tư Bỗng giật mình à, Tôi sao Tôi cũng không rõ lắm Tôi chỉ nghe em trai của tôi nói Tôi trước kia là du học sinh ở Nhật Bản Sau đó do cứu cha tôi Nên tôi bị thương Hồn mê cả năm liền May mắn là sau đó tôi đã tỉnh lại Tôi mới sống đến tận bây giờ Cô vừa nói Vừa mân mê trước lắc tay Thiên trình vẫn đang chăm chú lắng nghe Ánh mắt của anh vô tình nhìn đến bàn tay của cô Đôi mắt bỗng dừng biến sắc Kìa không phải chính là chiếc lắc tay TNT của anh hồi đó Nhờ bà nội làm dùm để tặng cho Tinh Nhi sao Chỉ là món quà đi kèm với chiếc điện thoại Mà anh đã tặng cho Tinh Nhi Vào cái ngày cô lên máy bay sang Nhật để du học lên mà 4 năm rồi mà chiếc lắc tay vẫn còn ở đây Vật kỷ niệm vẫn còn, nhưng mà tại sao cô lại chẳng còn nhớ đến anh nữa?" Thiên Trình dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô. "Cô Tình Nhi, chiếc lắc tay kia của cô đẹp quá, cô có thể cho tôi xem một chút có được không?" Tình Nhi rơi chiếc lắc tay lên, ngạc nhiên hỏi. "Anh nói chiếc lắc tay này sao?" Anh gật đầu ở một cái. "Đây, anh xem đi." Cô cứ như vậy, không do dự đưa cho anh xem. Bình thường thì cô rất ghét người khác đụng vào đồ của cô, càng sẽ không cho bất cứ người lạ nào mượn đồ của mình đâu. Nhưng mà không hiểu sao, đối với người đàn ông này, cô lại không một chút đề phòng, cứ như vậy mà cho anh cầm đồ vật của mình. Hơn nữa, đó còn là chiếc lắc tay, là kỷ vật quan trọng của cô, vậy mà cô lại đưa luôn cho người lần đầu tiên gặp mặt. Cứ như vậy, cứ như là chiếc lắc tay vốn dĩ là của anh ta thiên trình nắm chiếc lắc trong tay nhìn ngắm mân mê miệng lầm bầm tinh nhi tinh nhi của anh trong đáy mắt nước đã ngập tràn anh lập tức quay mặt đi chỗ khác tránh khỏi tầm mắt của cô anh không muốn cô nhìn thấy anh đang khóc cho dù là một con người bình thường có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì khi gặp phải sự việc vượt quá giới hạn sẽ không một ai có thể thoát khỏi nước mắt và thiên trình không ngoại lệ bình tĩnh lại anh gạt đi nước mắt quay lại trả chiếc lắc tay cho cô rồi anh đứng lên định rời đi tình nhi vô tư hỏi này anh bỏ đi đâu thế tôi đi về thôi thiên trình trả lời dường như là nghĩ thêm cái gì anh lại ngồi xuống trước mặt cô mà hỏi cô không lẽ cô tình nhi muốn tôi ngồi đây cùng cô sao à không phải tôi cô thấy xấu hổ Cô thế nào mà lại hỏi cái câu ngớ ngẩn kia cơ chứ Cô và anh ta chỉ là lần đầu tiên gặp nhau thôi Cô thế mà lại còn muốn ngồi lâu với người ta sao Thật sự là không có một chút tiền đồ nào Thiên trình lôi từ trong túi quần tây ra Một tấm danh thiếp Anh đặt vào tay của cô Đây là danh thiếp của tôi Có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi Tôi sẽ giúp cô Hai chân anh nhảy xuống khỏi bờ đá Rồi đi thẳng từng làn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc màu nâu thổi phiêu tấm áo sơ mi qua tấm lưng rộng của anh một bóng lưng chất chứa sự cô đơn hiu quạnh tình nhì nhìn theo bóng dáng của anh trái tim thắt lại tại sao chứ tại sao tim cô lại đau thế này đau bởi vì anh đang buồn sao cô nhanh chóng chạy xuống khỏi bờ đá rồi gọi rất lớn lục thiên trình anh đã đi hơi xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gọi của cô bất giác gương mặt u buồn quay lại có chút ngạc nhiên tôi làm bạn gái của anh có được không thiền trình nghe được câu nói đó thì ngây ngẩn tinh nhi của anh đang nói cái gì vậy chứ cô nhận ra anh rồi sao không đâu nếu nhận ra anh cô đã không xưng hô như vậy nhưng đối với anh những điều này không quan trọng quan trọng là cô thế mà lại mở lời nói rằng muốn làm bạn gái của anh còn điều gì tốt hơn cơ chứ nếu quá khứ cô không nhớ đến anh Vậy thì ngay từ giây phút này anh sẽ khiến cho cô yêu lại thêm một lần nữa. Nghĩ như vậy anh bước chậm đến chỗ của cô từng đợt sóng nhỏ ập vào đôi chân của cả hai mát rượi. Dương Tình Nhi em nói lại xem em muốn cái gì cơ? Tình Nhi lập tức đỏ mặt cô lúc này mới hối hận cái miệng của cô đúng là tùy hứng quá rồi. Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao ban nãy cô lại nói rằng muốn làm bạn gái của anh Rõ ràng đây là lần đầu tiên gặp anh Vậy mà khi anh bỏ đi trước Trong lòng cô dấy lên một thứ cảm giác mất mát Căn bản cô chỉ biết là Nếu để anh đi Thì cô sẽ hối tiếc Thế nên cô mới không do dự Mà hỏi anh câu nói đó Tình nhì thẳng thắn thừa nhận Tôi... tôi cũng không rõ nữa Tôi chỉ là không nỡ Tự nhiên nhìn thấy anh rời đi Nhìn thấy anh buồn Trái tim của tôi chợt đau lắm Thiên Trình nghe cô nói xong thì giống như là vỡ òa, cố nén đi cảm giác vui vẻ trong lòng, anh không do so dự kéo cô ôm vào trong lồng ngực, nhỏ giọng nói với cô. "Đồ ngốc, em cần gì phải hỏi anh để làm bạn gái của anh chứ? Bởi vì tình Nhi, em có biết trong suốt 4 năm qua, em vẫn luôn ở trong tâm trí của anh không? Anh lúc nào cũng rất nhớ em, tình Nhi." Cô bị anh ôm bất ngờ, hơi run sợ, nhưng cô lại không đẩy anh ra cơ thể cô dường như đã quen thuộc và thích lắm cái ôm chặt của anh cô thật sự không hiểu vì cái gì mà cô có thể thoải mái trước mặt người đàn ông này để mặc cho anh ôm mà không phản cảm cứ giống như cô đã từng là bạn gái của anh từng quan trọng với anh giống như anh đã nói cô gái tên tinh nhi mà anh nói kia luôn luôn ở trong tâm trí của anh nhưng cô không biết rằng bản thân cô chính là cô gái đó chính là người con gái ở trong lòng thiên trình, mãi mãi không bao giờ quên. Thời gian giống như ngừng trôi, bởi giây phút anh ôm cô gái của mình trong lòng. Bốn năm rồi, là bốn năm anh mới có thể ôm lại cô vào trong lòng. Thiên trình cúi đầu hôn lén mái tóc đen của tình nhi nước mắt trượt trào, anh mỉm cười đầy hạnh phúc. Mất trí nhớ thì đã sao chứ, dù là vậy thì anh cũng chẳng quan tâm anh nhất định sẽ khiến cho cô yêu anh thêm một lần nữa sẽ khiến cho cô từ từ nhớ lại anh nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của hai người trước kia anh buông cô ra bình tĩnh nói với cô tuy nhiên tôi rất muốn biết em tại sao lại làm như vậy cái này tôi cũng không thể nào xác định được tôi chỉ biết là trái tim của mình mách bảo làm như vậy thôi cô cúi đầu xuống miệng lắp bắp trả lời thiên trình có chút thất vọng Quả như là cô vẫn không nhớ được Nhưng mà không sao Chỉ cần từ bây giờ cô làm bạn gái của anh là đủ rồi Chỉ cần cô nguyện ý Anh và cô sẽ yêu lại từ đầu Anh sẽ yêu thương cô gấp mấy lần trong quá khứ Sẽ cưng chiều cô thật nhiều Trong hiện tại và cả tương lai Tình nhìn nhìn anh có chút thất thần Cô bất giác hỏi anh Anh không thích tôi Làm bạn gái của anh sao Đôi mắt của cô to tròn long lanh Nhìn anh nhìn biểu cảm hơi ngốc nghếch của cô anh có chút buồn cười cô gái của anh hình như vẫn đơn thuần như vậy ở trước mặt anh anh tươi cười rạng rỡ trả lời thế chứ dĩ nhiên là anh thích rồi còn rất thích là đằng khác tình nghị nghe anh nói như vậy lại còn thấy anh cười thì tâm tình mới thở phào may quá anh ta không từ chối mình cô giơ ra chiếc lắc tay trước mặt anh anh đeo giúp tôi có được không được chứ chiếc lắc tay TNT này 4 năm trước anh đã không đeo được cho cô vậy thì lần này anh sẽ đeo lại cho cô rất nhanh chiếc lắc tay bạch kim đã được đeo vào trong cổ tay trắng ngần của Tinh nhi cô giơ cánh tay lên lắc lắc ánh bình minh chiếu vào khiến cho nó càng thêm lấp lánh và xinh đẹp vô cùng Tinh nhi thốt lên đẹp quá em còn nhớ Ai là người đã tặng nó cho em không? Không, tôi không nhớ người đó Ánh mắt nhìn đến mặt nước biển mênh mông Cô nói tiếp Nhưng tôi có thể dám chắc một điều Rằng người đó rất quan trọng với tôi Vậy bây giờ em vẫn còn đi học sao? Chồng em hình như là còn nhỏ tuổi Thiên trình nhìn cô đánh giá Tình như của anh đúng là khác trước rất nhiều Hay nói đúng hơn là cô dậy thì rất thành công. Bà nãy lúc ôm cô, anh rõ ràng có thể cảm nhận lồi lõm. Chỗ nào đầy thì đầy, chỗ nào nên thiếu thì thiếu, rất hoàn mỹ. Tình nhì nghe anh hỏi, cô đanh mặt nhìn anh, môi đỏ chu lên. Tôi 19 tuổi rồi đấy, không còn nhỏ nữa đâu. Vậy nên em đây là muốn gả cho tôi, em không hối hận chứ. Tình nhì cục mắt bối rối, nhìn xuống chân của mình, bớt giác có một chú ốc bò thẳng đến chân của cô cô hét lên rồi trực tiếp nhảy lên ôm chầm lấy thiên trình có có con cua kìa cô nhảy lên người anh quá bất ngờ tư thể ái muội cũng vì như vậy mà tạo thành thiên trình khẽ nhớ mày trong đầu anh ký ức ngày đi chơi ở cảng thanh hà năm đó lại ùa về cũng là tư thế này cũng là cô gái nhỏ này ôm chặt lấy anh tự nhiên đến không thể nào tự nhiên hơn anh nhìn xuống phì cười sợ em nhát thế chỉ là con ốc thôi, không phải là con cua cô lúc này mới ngớ ra cô nhìn lại mới biết cả cái thân thể của cô đang dính trên người anh trời đã đời, xấu hổ chết đi mất cô toàn xuống dưới nhưng mà bất giác bị anh ôm chặt lại thiên trình thì thầm vào vành tay vừa nóng, vừa đỏ lên vì e thẹn của cô đứng xuống, tên Nhi à để anh ôm em thế này một lúc đi Một lúc thôi, có được không? Nhưng mà tôi nặng lắm đấy Thả tôi xuống đi Cô dãy dụ muốn xuống Nhưng mà càng bị anh giữ chặt hơn Chỉ một lát thôi Tôi thực sự là rất nhớ em, Tinh Nhi Em chính là Tinh Nhi trước kia của anh Vậy mà tại sao Em một chút cũng không nhớ anh chứ Thiên Trình vừa ôm cô Khuôn mặt trôn chặt Và hõm vai của cô Vẫn là mùi hương quen thuộc anh đã bao nhiêu lần nhớ nhung xa giết tình nhì nghe anh thì thào cô bất giác nói đau trong lòng tại sao tại sao mà mỗi lần nghe anh gọi tên cô đều không thể nào kìm được mà mùi lòng cô chỉ vừa gặp anh hôm qua hôm nay là hai lần chỉ hai lần thôi nhưng mà tại sao giống như đã gặp nhau ở cả hai kiếp cả anh và cô hai người đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình đúng lúc này thì tiếng gọi của phi dạ vang lên làm cho tình nhi giật bắn đầu tiên cô vội vàng buông tay đẩy anh ra bị đẩy bất ngờ thiên trình cũng vì vậy mà mất thăng bằng hụt chân cứ như vậy mà ngã ngửa ra đằng sau nằm sõng xoài trên bãi cát còn tinh nhi thì một lần nữa nằm sấp trên người anh đôi môi nhỏ cũng vừa lúc chạm vào đôi môi của anh cả hai người trong phút chốc giống như là bị điện giật trong lòng cảm thán chết rồi hôn thật rồi mà một màn này thì vừa hay đập thẳng vào trong mắt của Dương Phi Dạ. Anh ta đứng đó nhìn cảnh tượng kia mà quạ đen bay đầy đầu, xem ra là Phi Dạ đã ngốc luôn rồi. Trời đất ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này? Anh ta vừa quay về nhà chưa được 15 phút, thế mà bây giờ quay lại, chị gái đã hốt được anh chàng nào rồi thế kia? Đã vậy còn nằm trên người nhau chưa kịp xuống nữa. Đúng là cái đồ mê trai thiên trình ngã về phía sau phần lưng có chút đau khiến cho anh chưa thể nào ngồi dậy ngay mà tinh nhi thì vẫn ngây ra ở trên người anh nên anh đành nằm đó bất động đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời chật vật theo cái kiểu ái muội như thế này phi dạ sau khi mà thoát khỏi suy nghĩ vội vàng chạy đến chị à chị có sao không tinh nhi lúc này mới vội vàng leo xuống khỏi người của thiên trình mặt cô đỏ bừng vì quá xấu hổ Tình nhìn nắm tay của thiên trình đỡ anh đứng dậy. Anh, anh có làm sao không? Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay. Vì dạ, lại là bị làm lơ tập 2. Đây là tình huống gì cơ chứ? Chị gái của anh vậy mà làm lơ em trai vì một người anh trai khác sao? Mà sao người này quen thế? Khoản đã, đây chẳng phải chính là Lục Tổng sao? Tập đoàn Lục Thị. Chưa đã đôi, từ khi nào mà chị gái của mình lại dây dưa với anh chàng này cơ chứ? dương phi dạ đứng đó một bộ dáng khó hiểu nhìn hai người thiên trình vừa lúc cũng nhìn qua phía của phi dạ phi dạ kéo tinh nhi sang bên mình lên tiếng nói anh là cậu hai lục minh gia sao đúng vậy còn cậu là cậu ấy là em trai của tôi tên là dương phi dạ tinh nhi lên tiếng trả lời thay cho em trai đây là em trai sao thiên trình rơi vào suy tơ tình như trước kia chỉ sống cùng vũ trần là cháu gái của mộ Dung quân từ khi nào mà có thêm cậu em trai như thế này phi dạ nhìn thiên trình anh tiến một bước trước mặt của thiên trình vào sáng hai người khá cân nhau anh lên tiếng giọng điệu có vẻ rất thân thiện chào lục tổng tôi là dương phi dạ hân hạnh được biết anh tôi là tổng giám đốc phòng tài vụ của tập đoàn dương thị tập đoàn dương thị sao là người họ Dương ở Lam Thành. Thiên Trình có chút ngạc nhiên hỏi, Tình Nhi và Phi Dạ đều cùng nhau gật đầu. Thiền Trình lúc này mới ngỡ người ra, nhớ đến Tình Nhi cũng mang họ Dương. Không lẽ cô chính là con gái của thầy Dương? Nếu đúng như vậy thì quá là cơ duyên rồi. Phi Dạ lúc này mới nhớ đến ban nãy, cha nói anh hãy ra đây dẫn chị gái về. Anh ta vội vàng kéo tay của Tình Nhi. Chị à, cha gọi chị về gấp đấy có chuyện quan trọng cần nói Ừ, vậy chúng ta đi nhanh thôi Cô nói xong thì kéo tay phi dạ đi nhanh Quên luôn chào tạm biệt với thiên trình Thiên trình nắm chắc chiếc cặp tóc Hòa anh túc trong tay Bạn nãy khi mà hai người ngã xuống phía sau Anh đỡ đầu cô Vì thế mà nhanh tay tóm được Chiếc cặp tóc nhỏ xinh của cô Dương Tinh Nhi Tinh Nhi bất chợt quay lại Khi nghe thấy anh gọi rất lớn thiên trình nói to rõ ràng đủ để cho cô có thể nghe thấy em hãy nhớ lời đề nghị khi nãy của em dành cho tôi đấy nhé đương nhiên rồi tôi sẽ liên lạc cho anh sau cô khẽ mỉm cười đáp cô vừa nói vừa khua khua tấm danh thiếp trong tay lên dứt lời cô quay người cùng phi giả dạ rời khỏi bãi biển buổi sáng hôm nay thật là tuyệt vời thiên trình nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ khóe miệng khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Thật tốt khi mà sáng nay anh đến đây, bằng không thì anh đã bỏ lỡ cô gái của mình một lần nữa rồi. Trong sảnh của căn biệt thự, tình nhí phi dạ vừa về đã nhìn thấy Dương Vệ, cha của hai người, ngồi trên ghế sofa. Trên tay ông đang cầm tấm thiệp mời màu đỏ tươi. Là thiệp cưới của ai đó, tình nhí vừa nhìn vừa đoán. Phi dạ lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của tình nhí. Cha! con đưa chị về rồi ừ hai đứa về rồi đấy à thế nào cả hai đứa đã quen không khí ở lam thành chưa dương vệ đặt tấm thiệp xuống bàn lên tiếng hỏi con tình nhì ngồi đối diện với cha cô vui vẻ gật đầu mà đáp dạ vâng rất tốt ạ à. thực sự thì cũng giống như dinh thự của chúng ta ở bên nhật đúng vậy đó cha à chị đương nhiên là thích rồi bởi vì mới sáng sớm chị đã hốt được một anh chàng rất đẹp trai mà Phi dạ vừa nói chen vào Vừa cười tùm tìm trêu chọc chị gái Cô liếc sang em trai Tiểu phi dạ Em lại nhiều chuyện rồi đấy Tình nhi Sáng sớm ra bãi biển Con gặp ai sao Cha Nếu cha hỏi chị Thì không bằng hỏi con đi Con sẽ kể cho cha nghe Con đã nhìn thấy những gì Vậy con đã nhìn thấy những gì rồi Con thấy chị đã hôn phi dạ còn chưa nói xong thì đã bị tình nhi lao đến bịt miệng dương phi dạ em mà dám nói ra là chị cắt lưỡi em thành âm của tình nhi ba phần nóng bảy phần lạnh làm cho phi dạ e sợ trong lòng anh im lặng ngay lập tức hai tay vô thức che miệng cha con sợ chị lắm con không dám nói đâu nói xong thì anh chàng chạy mất lên trên lầu có ngu thì mới ở lại đây Chị gái của anh nói được làm được Trước đây anh đã lĩnh giáo đủ rồi Vì dạ không muốn Từ người nói bình thường trở thành không thể nói gì Dù việc nhìn con trai của mình chạy mất dép Lại nhìn đến con gái đang đỏ mặt Vì em trai trêu chọc Bật giác ông lắc đầu Cả hai đứa con của ông Một đứa thân là tổng giám đốc tài vụ Của cả một tập đoàn lớn Đứa kia là CEO Thầy ông quản lý cả một chuỗi công ty Vậy mà đứa nào đứa nấy Giống như hai đứa trẻ con sau khi phi dạng chạy mất dạng Tình nhi mới nghiêm túc Nói chuyện với cha của cô Cầm tấm thiệp trên tay Cô nhỏ giọng lên tiếng nói Cha đây là thiệp mời cưới sao Ừ ờ, của Lý Gia đấy Cháu nội họ kết hôn Có thân thích với chúng ta không ạ Cũng không tính là có Bởi vì cha con chúng ta Vốn không máu mủ gì Với Lý Thanh Túc cả Cha Nó đến người của Lý Gia vậy chính là họ hàng của bà nội sao bà ta không phải là bà nội của các con đâu dương vệ lập tức phản cảm khi mà tinh nhi thốt ra hai tiếng bà nội tinh nhi nghe cha lớn tiếng thì có chút sợ nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp vậy nên lý ra mới mời đến dương gia chúng ta bởi vì chú rể căn bản chính là cháu trai của người đàn bà kia sao ạ dương vệ gật đầu tinh nhi quả là rất thông minh Vừa nghe đã đoán ra ngay Ông thực sự rất phục con gái của mình Ở điểm này Ông uống ngụm trà thở dài Bà nội của con đã mất lâu rồi Người đàn bà kia Là vợ lẽ của ông nội thôi Hơn 20 năm trước Chính bà ta đã xúi ông nội con Chia rẽ tình cảm của ta Và mẹ con Sau này lại khiến cho cả mẹ của tiểu phi giả Ôm ốt hận mà qua đời Ta thực sự rất căm ghét bà ta cha vậy hôn lễ tại sao lại tổ chức ở hải thành không phải lý ra cũng ở đài trung sao về cái này thì ta không rõ chỉ là nghe nói là do nhà gái ở hải thành nên họ tổ chức luôn ở hải thành tình nhì nghe cha nói thì cô gật đầu nhìn thiệp cưới thêm một lần nữa để xem thời gian của hôn lễ là một tuần sau cô tò mò nhìn cha của mình vậy con và phi dạ có phải đi không ạ đi chứ đương nhiên phải đi Ta muốn cho toàn bộ đám người của Lý Gia biết Con gái con trai của Dương Vệ này Tài giỏi, tôn quý đến mức nào Phải khiến cho bọn họ lóe mắt Dương Vệ đắc ý Nói với con gái Tiền nhi phỉ cười nhìn cha Ông tuy rằng lúc nào cũng nghiêm khắc Nhưng mà sự nghiêm khắc kia Là để các con của ông trở nên giỏi giang hơn Mà thôi Còn bình thường cha cô cũng giống như Bao người cha khác vô cùng hài hước Và đặc biệt nhất chính là ông rất thương yêu cô và phi dạ. Chỉ cần như vậy thôi, cô và em trai có thể hạnh phúc và an nhiên cả cuộc đời rồi. Cha, nếu vậy thì trước đó, cha cho phép con và phi dạ đến Hải Thành tham quan trước một chuyến có được không? Tình nhì vừa hỏi, vừa dùng ánh mắt to tròn ngây ngô, mong mỏi nhìn cha. Dương vệ định phản đối vì sợ hai đứa con gặp nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp từ chối thì ông đã bị siêu lòng bởi bộ dáng của tinh nhi nên lời phản đối vừa ra đến miệng đã bị nuốt trùng trở lại cuối cùng ông đành đồng ý chịu thôi bởi vì ai bảo tinh nhi là con gái rượu của ông cơ chứ được rồi ta cho phép hai con đến đó tham quan trước trước hôn lễ của họ lý một ngày thì ta sẽ cùng với hai đứa tham dự hôn lễ kia dương vị cho dù không muốn nhưng cũng đành thỏa hiệp Tình Nhi vui vẻ cảm ơn Rồi lên cầu thang đi thẳng về phía phòng của mình Trong tay vẫn cầm tấm danh thiếp Của Lục Thiên Trình Nhân dịp này cô cũng muốn tìm hiểu thêm Về chàng tổng tài của tập đoàn Lục Thị Để xem là Anh có xứng đáng làm ý trung nhân của cô không Suy nghĩ lại những lời anh nói Cô có chút bất ngờ Anh luôn luôn nói cô là tinh nhi của anh trước kia Có thật là trước kia Hai người từng qua lại không Giữa họ đã có với nhau Một tình yêu đẹp sao nhưng mà tại sao cô lại không nhớ một chút nào cả Ở Hải Thành Anh và cô đã từng yêu nhau sao Chỉ cần nhìn vào thái độ Ánh mắt, lời nói Và cử chỉ của anh sáng nay Cô liền biết Anh đối với cô gái tinh nhi kia có bao nhiêu Là sâu đậm Tinh nhi ngẩn người nằm dài trên giường suy tơ Trong thời gian Cha cho phép cô nghỉ một tuần Cô phải cùng với phi dạ tham quan hết Hải Thành Mới được Hơn nữa bà nãy nhìn đến thiệp cưới cô thấy bên nhà gái họ mộ dung cô dâu chính là mộ dung tình cái tên này và cả cái họ này đâu đó trong đầu của cô lại hiện lên hình như là cô đã từng nghe rồi suy nghĩ một lúc cô lại đau đầu có lẽ phải đi hỏi cha vài vấn đề trước khi đến hải thành còn rất nhiều điều mà cô muốn biết cô nhất định phải tìm hiểu từ từ từng chi tiết nếu đúng như lời của lục thiên trình nói thì cô chính là dương tình nhi Vậy thì đoạn ký ức từ năm cô 16 tuổi trở về trước, cô buộc mình phải tìm lại. Cho dù thế nào, cho dù là ký ức buồn đau hay tuyệt đẹp, hạnh phúc, vui vẻ, cô cũng đều tìm kiếm lại nó, nhất định phải tìm mọi ký ức cô đã quên. Suy nghĩ miên man, đầu có chút đau, khiến cho cô nằm trên giường, đôi mắt bất xác khép lại. Và rồi lúc đó, cô đã mơ thấy một giấc mơ ngày hôm sau biệt thự nhà Tinh Nhi ở bên ngoài khuôn viên tài xế cùng với bốn vệ sĩ đang sẵn sàng chờ cô chủ cậu chủ của họ khởi hành đến Hải Thành Phi Dạ hai tay sách hành lý chào tạm biệt cha mình Cha con và chị đến Hải Thành trước đây Cha bảo trọng nha Phi Dạ con nếu chăm sóc cho chị con thật tốt chị con mà có chuyện gì ta sẽ hỏi tội con đấy rồi ông quay sang Tinh Nhi dặn dò tình nhiên con đến Hải Thành nếu gặp người của mộ dung ra con hãy xem như chưa từng quen biết họ tình nhiên nghe cô nhắc đến họ mộ dung cô có chút ngạc nhiên lần đầu tiên cô đến Hải Thành sao có thể quen gia đình họ cơ chứ mà cha lại bảo xem như là không quen biết vậy có lẽ nào trước đây cô đã biết họ không suy nghĩ trong lòng là như vậy nhưng cô không nói ra chỉ mỉm cười gật đầu để cha yên tâm Hai chị em lên xe, chiếc xe rời khỏi trang viên, dần dần khuất khỏi tầm mắt của dương vệ. Tại Hải Thành, mộ dung gia Hai mẹ con lưu trẻ tâm mộ dung tình đang ngồi xem quà cưới ở Lý Gia gửi tới. Bên cạnh là mộ dung tuyên đang ôm bảng danh sách thiết mời. Chỉ nhìn vào danh mục dày đặc, những tên thế gia ở Hải Thành đủ biết hôn lễ này được tổ chức lớn cỡ nào mụ dung tình tay mân mê một chiếc dây chuyền ngọc trai sáng lấp lánh hỏi lưu trì tâm mẹ con nhỏ tinh nhi nó chết ở nhật luôn rồi sao mà không thấy nó về thế lưu chỉ tâm nghe con gái hỏi như vậy thì cười khinh ôi xảo ơi cái loại con côi con cút ấy không về đây cũng được đỡ mất mặt mộ dung ta bà ta mở hết các hộp quà còn lại thứ nó mà du học cái gì chứ không khéo sang bên đấy lại cặp với đại gia bụng phệ nào rồi một chút tin tức cũng chẳng thông báo với cha con chúng ta quan tâm nó làm gì Một dung tuyền chen vào đúng đấy chị à mẹ nói phải cái con nhỏ quê đấy không về càng tốt nó về đây lại cướp anh thiên trình từ tay em thì làm sao em đấy đã là gì của anh ta đâu mà lên giọng anh thiên trình của em Chị nghe nói anh ta không ở Hải Thành Anh ta trốn mẹ anh ta Đến Lam Thành rồi Chị nghĩ cái gì thế Anh ấy từng chở em về một lần rồi đấy Bộ Dung Tuyền khoe khoang Thực ra thì cũng chẳng phải là thiên trình Đưa cô ta về gì cả Chỉ là lần đó Anh nghe được một chút tin tức của Tinh Nhi Nên vội vàng lái xe Xém chút nữa tông vào cô ta Thế là gọi điện nhờ bác hứa đưa cô ta về Nhưng mà lúc này cô ta Phải nói rằng anh đưa về nhằm xấu hổ với chị gái và mẹ cô ta mà thôi. Mộ Dung Tình nghi ngờ nhìn em gái, cô ta thực sự không tin là cậu Hai Lục Minh gia lại bị em gái của cô ta tán đổ, nhưng mà Mộ Dung Tình cũng không nói gì cả, bây giờ cô ta sắp gả đến Lý gia cũng chẳng quan tâm. Lưu Chỉ Tâm lúc này mới lên tiếng. "Thôi được rồi, đừng có mà nói nhiều nữa, hai chị em con đến trung tâm thương mại với mẹ một chút." Phải mua thêm một chút đồ cưới Hoan hô mẹ Con cũng muốn mua thêm chiếc váy nữa mụ dung tuyền hớn hở đáp mụ dung tình thì chẳng nói gì Cô ta thu lại đồ cưới Trong lòng chợt nghĩ Dung tình nhi kia mà về thì tốt Nếu vậy thì nó sẽ ghen tị với mình lắm Cho mà xem Phó hàn của cô ta so với tên thiên trình Mặt lạnh kia vẫn hơn rất nhiều Cô ta vừa nghĩ thầm Vừa cười đắc ý Thế nhưng mộ dung tình lại chẳng thể ngờ rằng bố của Dương Tinh Nhi lần này lại là một trong những khách quý mà cha mẹ cô ta mời đến dự hôn lễ. Và dĩ nhiên Tinh Nhi cũng sẽ đến làm khách nhà cô ta. Thật không biết đến lúc nhìn thấy Tinh Nhi cô ta liệu có thể cười tươi như bây giờ được không? Tại trung tâm thương mại Hách Liên, mẹ Hân và hai cô con gái đang cùng nhau mua quà cho hai soái ca nhà mình. Trong gian hàng thủ đồ, Mạc Hiên bàn tay thon nhỏ lướt qua từng giá treo đổ. Hạ hạ, em tính mua gì cho anh hai? Chị không biết anh ấy thích cái gì nữa. Mạc Hạ đi bên này mẹ, cô thò đầu sang nhìn chị gái của mình. Chị hỏi em cũng bằng không. Phu nhân xinh đẹp của chúng ta ở đây, chị hỏi bà ấy là được rồi. Con nói có đúng không mẹ? Phu nhân xinh đẹp của con. Mẹ hân nhéo mũi của Mạc Hạ cái con bé này dẻo miệng quá đi mà nhắc đến anh hai của con mẹ mới nhớ cái thằng nhóc thối này trốn mẹ cả hai tháng rồi chẳng biết là nó đi đâu còn anh cả của con lại bao che không chịu nói gì cả bà vừa nói vừa say mi tâm than thở con biết anh hai tại sao phải trốn mẹ đấy chính là mẹ cứ ép anh ấy phải kết hôn mãi mẹ hân nghe mạ hiên nói như vậy thì thoáng ngạc nhiên Đúng là bà có từng đề cập đến vấn đề này với Thiên Trình, vì có một lần tài xế bẩm báo với bà về việc Thiên Trình có nhờ ông đưa một cô gái về nhà, mà cô gái kia chính là cô hai, mộ Dung Tuyên, là Thiên Kim nhà mộ Dung gia. Đáng tiếc là bà chưa từng có cơ hội được nhìn mặt mũi của cô gái đó ra sao. Khi đó bà bảo rằng anh kết hôn đi, tiện cho việc củng cố thế lực, nhưng mà anh nhất quyết từ chối. Sau đó, bà có hơi quá đáng, Kết quả là anh trốn bà đi hai tháng trời Làm bà nhớ con trai chết đi được Than thở với chồng là bị ông mắng trong một trận Ông nói Chuyện hôn nhân của nó thì cứ để cho nó tự định đoạt Bà đừng có ép làm gì Nghĩ lại thì ai bảo bà không nghe lời chồng Bây giờ làm sao để con trai của bà hết giận đây Nhìn đến mộ dùng tuyên bà có chút bất ngờ Quay sang hỏi con gái Mạc Hiền 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 này, con có biết cô hai nhà mộ dung tên mộ dung tuyên gì đó không mẹ à tuy rằng con chưa biết mặt mũi cô ta thế nào nhưng hình như anh hai và anh cả đều rất ghét chị em nhà cô ta đấy mạc hiền vừa nghe mẹ nhắc đến nhà mộ dung cô đã không thích rồi nhíu mày mà nói ngay đúng đó mẹ à chị gái cô ta là mộ dung tình sắp kết hôn với thiếu gia của lý gia con cũng giống anh hai đều không thích nhà họ đâu mạc hạ rủ môi mà nói mẹ hân tò mò hỏi thêm vậy sao tại sao bọn con lại không ưa gia đình mộ dung thế bà mẹ con vừa đi vừa nói chuyện rôm giả nhân viên ở các khu trưng bày đều cung kính cúi đầu khi mà nhìn thấy bà chủ và hai cô chủ đi ngang qua mẹ mình mua đồng hồ cho hai anh đi mạc hạ vừa đưa ra chủ ý chạy đến tủ kính trưng bày đồng hồ của nam và nữ Mẹ Hân và Mạc Hiên cũng đi tới sau Ba mẹ con bắt đầu xem từng mẫu đồng hồ nổi tiếng nhất Ba mẹ con vừa chọn được hai cặp đồng hồ ưng ý để tặng cho Thiên Bảo Thiên Trình Thì từ đằng xa ba mẹ con Lưu Trị Tâm cũng vừa đi tới Trên tay ba người họ toàn là túi lớn túi nhỏ Xem ra sắm đồ không ít Ba người lại vô tình chạm mặt ba người kia Nhưng mà so với khí chất, độ xinh đẹp, độ sang chảnh dưới con mắt của đám nhân viên trong trung tâm thì dĩ nhiên bà chủ và hai cô chủ của bọn họ ăn đứt ba người nhà mộ dung kia rồi. Mộ dung tiên hớn hở nói Mẹ ơi, chị ơi, kia là mẹ của anh Thiên Trình, chúng ta qua đó chào hỏi một tiếng đi. Từ lâu rồi cô ta đã nghe đồn phu nhân của Lục Minh Gia chính là mẹ của Lục Thiên Trình, thực sự rất xinh đẹp, nhưng cô ta chỉ có thể nhìn bà có ảnh tạp chí, còn chân chính gặp ngoài đời thì chưa một lần nào. Lần này thật sự là rất may mắn khi mà gặp được bà ở đây. Đã thế lại có thêm hai cô em gái của Thiên Trình. Thế nên cô ta rất muốn đi đến để lấy lòng. Cơ hội này có một không hai. Ý định có sẵn trong đầu khiến cho mộ dung tuyên mạnh dạn tiến về ba người phụ nữ nhà lục minh gia. Mộ dung tuyên dùng thái độ nhã nhận lịch sự nhất để mà chào hỏi. Bác gái, con chào bác. Trùng hợp quá, bác cũng đi mua sắm ở đây sao? Mẹ Hân nhìn đến mộ dung tuyên, đánh giá. Trông bề ngoài thì cũng có vẻ được đấy. Tính tình hiền lành, chỉ mỗi cái vô duyên quá. Tự dưng chẳng quen biết mà lại chào hỏi. Bà nhớ hình như là có quen biết cô gái này đâu, mà bác gái với chẳng bác gái. Mà khiên mặc hạ vừa nhìn thấy mộ dung tuyên thì không hẹn mà nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi, Linh ghê. Mạc Hiền biểu môi Đốt nhang mũi chắc là cũng lên luôn Ai quen biết cô ta đâu Vô duyên có bằng cấp luôn Hai cô gái sau đó Cũng không nhìn đến cô ả à, Mộ Dung Tuyên thêm một lần nào nữa Chỉ cần nhìn cái cách ăn mập Xuân xoe kia là chán ngấy rồi Bảo sao anh hai của hai cô Chẳng thích Mộ Dung Tuyên Một chút nào là đúng Lúc này đây Lưu Trị Tâm Cũng bước đến trước mặt của Hách Liên Mạc Hân Bà ta tỏ vẻ lịch sự lên tiếng nói Chào Lục Minh phu nhân Tôi là phu nhân của mộ dung gia Rất vui được làm quen với chị Mộ dung phu nhân đấy à Vậy còn vị tiểu thư này là À đây là con gái thứ hai của tôi Tên mộ dung tuyên Lưu Trị tâm vừa cười vừa khoe khoang Được mẹ làm nền Mộ dung tuyên cười toe toét cúi đầu chào trước mặt mẹ hân mặc hiền mặc hạ nhíu mày nhìn cô gái trước mặt chị em mình cô thiên kim này sao mà thiếu tao nhã như vậy không biết liệu có phải là khuya các không vô duyên thật đấy mẹ hân chỉ gật đầu mỉm cười một chút rồi lại tiếp tục xem kỹ kiểu dáng của chiếc đồng hồ bà đang cầm trên tay căn bản là không nhìn mộ dung tuyên một lần nào không khí có chút ngượng ngùng ba mẹ con lưu chỉ tâm bị mẹ hân trực tiếp làm lơ thì quê quá Mộ Dung Tình bước lên nở ra nụ cười với mẹ Hân. Bác gái, người đang mua quà cho ai thế ạ? À? Để con giúp bác lựa chọn có được không? Mẹ Hân nhìn Mộ Dung Tình, quả nhiên là nhan sắc cũng hoàn mỹ, chỉ là tính cách hơi thái quá làm cho bà khó chịu. Cảm ơn Mộ Dung tiểu thơ, nhưng mà người là mẹ như tôi muốn tự mình mua quà cho con trai, không cần ai phải chọn giúp. Mẹ Hân nói xong thì đưa chiếc đồng hồ cho nhân viên gói lại cho ta mộ dung tình bị từ chối thiện ý trong lòng khó chịu cô ta không biết nên nói gì tiếp theo đành xách các túi đồ đi qua luôn ba mẹ con nhà khách liên mạc hân ai mà ngờ khi đi ngang qua mạc hiên cô ta vô tình vấp vào chân của cô ba lục minh ra ngã sấp mặt đồ trong túi sách vì thế mà bung hết cả ra mạc hiên mạc hạ bất giác bụng miệng cười khúc khích cả mẹ và em gái cô ta cũng la lên rồi đi vội vàng tới đỡ cô ta lên tiểu tình không sao chứ chị ơi chị có làm sao không mộ dùng tình đen mặt cô ta lồm cồm bò dậy quắc mắt nhìn đến mạc hiên mạc hạ miệng đã mắng ngay cô dám ngáng chân tôi còn bé tí tuổi mà tâm địa lại xấu xa như vậy con mắt nào của chị thấy tôi ngáng chân chị chứ mạc hạ cũng đứng song song với chị gái mạc hiên đúng đấy con mắt nào của chị nhìn thấy cô ta chỉ tay sang lưu chỉ tâm và mộ dung tuyên là con mắt của vị phu nhân này hay là của chị gái này nhìn thấy cả hai chị em mộ dung tình đều cứng họng không thể nào nói câu gì lưu chỉ tâm nhìn đến mẹ hân thấy bà vẫn dường dương để cho con gái của mình làm sằng làm bậy thì điên tiết nhưng phải cố gắng nén giận vào trong lòng, bà ta nói. Lục Minh phu nhân, nếu chị không thích chúng tôi, thì cũng đừng xúi con gái của mình làm bậy như thế. Còn nhỏ mà đã không có giáo dưỡng, lớn lên làm sao có thể thành người được. Không giáo dưỡng, sao có thể thành người? Nực cười thật đấy. Mình có hơn ai đâu mà lên giọng dạy đời cho người ta. Mẹ hần lúc này nổi giận thật rồi. Mộ dung phu nhân, không biết là chị từng nghe câu Chân mình dẫm phân lê the Lại đi lấy cuốc mà dê chân người Chị đã nghe chưa? Mẹ Hân tiến tới đứng trước mặt của Lưu Trị Tâm Bà cao hơn Lưu Trị Tâm cầm một cái đầu Khí thế tôn quý của bà khiến cho phu nhân mộ dung Phải ngước đầu lên mà nhìn Lời lẽ đành thép lại được tuôn ra Mộ dung phu nhân Tôi đây có dạy con giáo dưỡng Có nên người hay không? thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chị cả. Ngược lại là hai cô con gái quý báu nhà chị, cũng có giáo dưỡng đấy chứ. Cư nhiên không quen không biết lại chạy đến trước mặt tôi khoe khoang tài giỏi là để cho ai xem. Xin lỗi, phu nhân như tôi đây không quen nổi. Còn nữa đừng có mà tự cho mình là hay, ở hải thành này ai hơn ai còn chưa biết. Dứt lời thì bà nhận hộp đồng hồ từ nhân viên rồi đi thẳng đến khu thanh toán nghiêm giọng gọi hai con gái Hiền hiên hạ hạ đi thôi còn ở đây hai con lại bị cái tính tự cao tự đại của người ta làm cho lây nhiễm mặc hiên mặc hạ nghe lời mẹ liền lườm nguyết hai chị em nhà mộ dung ra một cái bằng nửa con mắt mặc hiên lầm bầm đủ để cho mộ dung tình có thể nghe rõ ràng đã xấu rồi còn sĩ làm như là tài giỏi lắm không bằng học lực còn thua xa diệu linh Vậy mà đòi dạy đời ai chứ Mạc Hạ cũng chẳng nề nang Mà đấu luôn một câu ngắn gọn Trời ơi Nghe mà nhục thay Hai chị em chửi sướng miệng Rồi đi theo mẹ của mình đến quầy thanh toán Vẻ mặt đầy đắc ý Đã ghê Cuối cùng thì cũng cho hai cô gái kia Một phèn vẽ mặt Ba mẹ con lưu chỉ tâm Nhìn theo mẹ con lục mi ra Mà tức anh ách Vì cái gì mà ra thế mộ dung ra Không thuộc kém mấy lại phải chịu sự ủy khuất từ lục minh ra như vậy. Nếu là lục minh phu nhân chửi thì thôi đi, đằng này lại bị hai con danh con mới 15 tuổi nó sỉ nhục. Uất ức, thực sự là uất ức, nuốt không trôi. Cả lưu chỉ tâm, mộ dung tình, mộ dung tuyên, mỗi người đều nuôi ý định căm ghét, ba mẹ con hách liên mặc hân. Mộ dung tình căm hận nhìn lục minh mặc hiên. Còn nhóc khốn kiếp, cứ chờ đấy, chờ tao trở thành thiếu phu nhân của Lý Gia. Tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời. Mạc Hiên Mạc Hạ vẫn vui cười nói chuyện với nhau. Hai cô hôm nay đương nhiên là tâm trạng không tồi. Qua lần này cả hai người lại thêm hâm mộ mẹ của mình. Nếu nói đến lời lẽ làm cho người ta phải đau, làm cho người ta phải cứng họng thì chắc chắn Lục Minh phu nhân chính là đại bốt khó sờ nhất, chỉ cần nhìn phản ứng ban nãy của Mộ Dung phu nhân thôi là biết ai hơn ai rồi. Muốn đấu sao? nằm mơ đi ở cả hải thành này thì có ai là không biết lục minh phu nhân nổi tiếng trên cả thương trường lẫn tình trường tốt nhất đừng có ai ngu dại mà động vào mẹ của hai cô bởi vì hách liên mạc hân phu nhân nhận lục minh chưa bao giờ là đèn cạn dầu hai cô con gái đắc ý hãnh diện vì được làm con gái của một vị phu nhân tôn quý trên cả tôn quý như thế này tại cảng thanh hà trung cư vệ quyền Tinh Nhi phi dạ Sau khi mà được tài xế đưa đến đây Thì đã là buổi chiều Hai chị em đứng bên ngoài Nhìn lên căn biệt thự Có chút sửng sốt Nhất là Tinh Nhi Cô đứng đó nhìn Trong đầu thoáng chốc hiện ra Hình ảnh quen thuộc Nơi này hình như Cô đã từng ở đây rồi Thì phải Nhìn lên ô cửa sổ Có rẻ màu hồng Bỗng dưng có một hình ảnh Lướt qua trong đầu cô Anh chàng xoái ca năm đó Mặc áo sơ mi màu hồng Chạy xe đạp đều đôi giày thể thao chở cô gái đi dạo tình nhì ôm đầu tại sao thời gian gần đây từ sau khi mà gặp lục thiên trình thì cô lúc nào cũng ở trong giấc mơ mà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó cô mơ thấy người con trai đó ôm cô bảo vệ cho cô dạy cô học dạy cô nấu ăn chở cô đi dạo rồi đi ăn lẩu khô đáng tiếc khuôn mặt của anh cô lại không thể nào nhìn rõ cứ mỗi lần cô sắp nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ kia thì cô thức giấc. Còn đang mải suy nghĩ thì từ trong nhà một người phụ nữ chạy ra rất nhanh, dáng dấp gầy đi trông thấy, mà người đó không ai khác chính là Vũ Trần. Vừa nhìn thấy Tinh Nhi, bà òa lên khóc, bà mở cổng lớn, chạy vội vàng tới ôm chầm lấy cô. Tinh Nhi, con về rồi đấy à? Cuối cùng thì con cũng trở về rồi, ta rất nhớ con, Tinh Nhi. Phỉ dạ ngạc nhiên, không kịp phản ứng, còn tinh nhi bất ngờ bị ôm trầm cô giật bắn mình định thần lại nhìn người phụ nữ đang ôm cô bình thường cô rất ghét người lạ ở công ty của cha cô ngay cả một thư ký cũng chẳng cần đơn giản là bởi vì cô không thích gần gũi hay là tiếp xúc với người xa lạ nhưng ngay lúc này đây được người phụ nữ này ôm trong tay cô lại không thấy phản cảm mà ngược lại còn đưa tay bớt xác mà ôm lấy bà dường như bà là một người rất quan trọng đối với cô Cô ái ngại lên tiếng nói Bác à, bác không sao chứ Vũ Trần nghe cách xưng hô của cô Bà sửng sốt Nhưng mà bà lấy lại bình tĩnh Quả nhiên tinh nhi của bà đã mất trí nhớ Như lời của quản gia Dường vệ lão gia đã nói Hai ngày trước Ngay khi mà đến Lam Thành Dường vệ đã dặn dò ngô quản gia Đến Hải Thành gặp Vũ Trần Sau đó thì kể hết lại cho bà nghe Mọi việc để bà sớm chuẩn bị tinh thần bởi vì ông biết trước Tình nhì con gái của ông sẽ đến Hải Thành Vậy nên lúc này đây Vũ Trần có thể bình tĩnh là lẽ đương nhiên Vũ Trần lau nước mắt nói với cô Tôi không sao Nào nào cả cô và cậu đều vào đi Biệt thự này là của Dương Lão Gia Nhờ tôi coi giúp Một phần chính là chờ cậu và cô đến đây Là cha tôi giận bác như vậy sao Phi dạ tạm thời quên đi chuyện vừa rồi Lên tiếng hỏi Vũ Trần thao thao bất tuyệt Nói ra cả một chàng Dạ vâng Biệt thự này trước đây là của tiểu thư nhà tôi Và Dương Lão Gia cùng sống Nên biết cô cậu đến đây Lão Gia mới đặc biệt dặn dò tôi Tiếp đãi cô chủ và cậu chủ Tiểu thư nhà bác là ai? Phi dạ tay sách hành lý Giao cho vệ sĩ Đi ngang chị gái của mình Miệng tò mò hỏi Vũ Trần có chút trầm mặc rồi mới đáp Tiểu thư nhà tôi chính là mẹ ruột của tinh nhi bà ấy xinh đẹp như con vậy đấy vừa nói bà vừa quay sang nhìn tinh nhi rồi nói tiếp đáng tiếc là bà ấy đã bị ép buộc phải qua đời ba người vừa di chuyển vừa nói chuyện bất giác cũng vào đến trong nửa khuôn viên chợt nghe thấy tiếng còi xe ở bên ngoài cổng ba người quay đầu nhìn thấy một cặp trai gái trên tay người con trai xách theo một giỏ hoa quả Phì Dạ và Tinh Nhi cau mày, không hẹn mà hai người cùng thốt lên. Anh Thiên Trình từ ngoài cổng, Thiên Bảo và Diệu Linh cũng được mặt ra, người ngốc đứng nhìn. Trong giây lát, Diệu Linh vỡ hòa, cô hét lên, chạy nhanh về chỗ của Tinh Nhi. Dương Tinh Nhi, con nhóc này, tại sao bây giờ em mới trở về? Chị nhớ em lắm đấy, em có biết không? Phì Dạ bị dọa cho tập hai, anh lần đầu tiên về nước mà nhìn thấy cảnh này. Không khỏi kinh ngạc, sao mà ai nhìn thấy chị gái của anh cũng giống như là 300 năm mới gặp thế này. Tình Nhi thì ngây ngốc, cô không quan tâm lúc này Diệu Linh đang nói cái gì. Ánh mắt của cô bây giờ chỉ chăm chú nhìn đến chàng trai đang đi đằng sau. Lục thiên trình sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là mới sáng hôm kia cô còn gặp anh ở bãi biển tại Lam Thành sao? Tại sao bây giờ lại ở đây lại còn đi chung với cô gái này? Không lẽ có đến hai lục thiên trình sao? thiên bảo đi chậm chạp tới trước mặt của tinh nhi anh nhìn cô thiếu nữ hết một lượt từ đầu đến chân trong đầu suy nghĩ quả nhiên em trai anh nói thật nó tìm thấy tinh nhi của nó rồi mà không chỉ vậy tinh nhi còn bị mất trí nhớ xem ra cái nhìn của em dâu tương lai đối với anh chồng tương lai bây giờ chính là muốn xác minh đây xem anh có phải là thiên trình hay không rồi thiên bảo cười cười anh không biết có nên chơi thằng nhóc trình trình em trai của anh một phố không? Ý định trong đầu đã có, nhưng Thiên Bảo vẫn chưa kịp thực hiện, thì, thì lại có thêm một chiếc siêu xe nữa xuất hiện ở đằng sau. Cả Thiên Bảo Diệu Linh đều thấy hơi rét khi mà cậu thiếu niên từ trong siêu xe đã dừng kia bước chân xuống đi thẳng đến chỗ của bọn họ. Là Lục Thiên Trình, anh vừa từ Lam Thành rồi qua đây. Trên mặt anh thấm đẫm mệt mỏi, có lẽ là vừa bàn giao xong công việc đã chạy đến đây để gặp cô. Bởi vì anh rất nhớ cô Muốn gặp cô ngay lập tức Dương tình nhi, dương phi giả Cùng nhìn đến người thanh niên đang đi tới Lại nhìn đến thiên bảo Tay đằng xanh giỏ trái cây Hai chị em vô thức lầm bầm Đúng là có hai thiên trình thật sao? Vũ Trần mỉm cười Cuối cùng thì bọn trẻ năm đó Đã tụ họp với nhau Tuy rằng có chút đáng tiếc Tình nhi đã quên hết mọi thứ Nhưng không sao Có lẽ về đây không bao lâu nữa cô sẽ nhớ lại mọi thứ thôi. Bà lui vào trong để làm đồ ăn trước. Bên ngoài chỉ còn lại 5 người trẻ tuổi nhìn nhau, mỗi một người mang suy nghĩ riêng. Lục Thiên Trình đi tới, anh nhìn anh trai của mình đầu tiên. Bà bảo bảo, sao nào, anh đã tin những gì em nói với anh chưa? Thiên Bảo gật đầu, ý định của anh bị bóp nát từ trong trứng nước rồi. Tình nhi khó hiểu nhìn Thiên Bảo, cô khẳng định người thanh niên này thật sự không phải là Lục Thiên Trình mà cô gặp ở bãi biển Lam Thành. Mà Lục Thiên Trình chính là người thanh niên tới sau cùng kia, người duy nhất khiến cho trái tim của cô nhảy lên run rẩy mỗi khi mà đối diện. Thiên Trình nhìn cô gái của anh, phản ứng phát ngốc. Tình nhi, em vẫn nhớ lời đề nghị kia của em đấy chứ? Ba người là Thiên Bảo, Diệu Linh, Phỉ Dạ, người được cái mùi thức ăn cho cuốn ở đây. Cho dù chẳng hiểu đầu đuôi như thế nào, nhưng cũng rồi đi trước mọi chuyện để sau hỏi đi đám vệ sĩ cùng đi ai ngốc đâu mà ở đó làm bóng đèn chiếu sáng cho hai người chỉ còn lại mỗi thiên trình tinh nhi đứng giữa khuôn viên của biệt thự ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu dài bóng dáng của hai người trên nền cỏ xanh mướt anh và cô lại gặp nhau rồi cô nhìn người con trai ở trước mặt mình vẻ mặt dù là đang mệt mỏi nhưng tuấn lãng đẹp trai thực sự là không mất đi một chút nào khiến cho trái tim của cô nhộn nhạo hai gò má cũng bất giác mà phiếm hồng quả nhiên chỉ có một mình cậu hai nhà lục minh mới khiến cho cô gái nhỏ trở nên như vậy tình như lúc này tim đánh trống miệng lắp bắp anh chính là lục thiên trình ở bãi biển lam thành có đúng không là anh đây em mau quên quá thiên trình nấu ra nụ cười ấm áp còn đẹp hơn cả ánh chiều tà anh gật đầu ghé sát vào vành tay của cô đang đỏ bừng lên anh rời cô khoảng một bước chân bàn tay buông xuống một sợi dây có luồn qua một chiếc kẹp hoa anh túc nhỏ giọng nói với cô anh thì không quên hai ngày qua anh lúc nào cũng nhớ đến em không khí trở nên ngọt ngào ngay sau khi mặt tinh nhi nghe lời thổ lộ của thiên trình khuôn mặt trắng nõn hình trái xoan của cô dưới ánh chiều tà lại càng đỏ hơn cô nhỏ giọng đáp thiên trình em vẫn nhớ lời đề nghị kia cô xoay người đi tới bên băng ghế đá ngồi xuống chỉ có điều chỉ có điều gì cơ thiên trình cũng đi theo sau cô ngồi xuống bên cạnh tình nghi hai tay đùa nghịch những bông hoa mẫu đơn đỏ rực ở gần đó cô đáp chỉ có điều em sợ anh chóng yêu rồi chóng quên giống như mẫu đơn vậy chóng đẹp cũng chóng tàn Thiền trình đưa bàn tay thon dài Bớt xác kéo một lọn tóc dài đen của cô Đu lên mũi mà khẽ hít hả Anh mỉm cười nói với cô Tình nhi Em nghĩ anh là loại người gì chứ Cô ngập ngừng không đáp Đúng vậy Anh là loại người gì Cô chỉ vừa gặp anh đây là lần thứ ba Tại sao có thể kết luận vội vàng như vậy chứ Cô cúi đầu nhỏ giọng nói Em xin lỗi Nhưng mà anh cho em thêm thời gian có được không em không biết em có thực sự là cô gái trước kia của anh không bây giờ em vẫn không thể nào nhớ được bất kỳ chuyện gì tất nhiên rồi anh sẽ chờ chờ đến khi nào em thực sự nhớ ra anh nhưng có một điều kiện điều kiện gì em làm bạn gái của anh cùng anh tham dự hôn lễ của mộ dung gia và lý gia có được không chuyện này cần gì phải xem là điều kiện chứ Cha em vốn được Lý Gia mời đến Nên em nhất định sẽ gặp anh Ở hôn lễ thôi mà Tình nhi Vậy hôm đó anh sẽ đến biệt thự đón em Có được không Được rồi Thiên trình này anh có biết ở Thanh Hà Có gì đặc biệt không Em nghe nói đồ gốm xứ Thanh Hà Rất nổi tiếng có đúng không Bỗng dưng cô chuyển đề tài Em có muốn đi xem một chút không Gần đây có một xưởng gốm rất nổi tiếng Trình Trình gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Tinh Nhi. Cô ngập ngừng một chút rồi cuối cùng cũng nói: "Đi, em muốn xem." Tự dưng, em có chút quen thuộc khi mà nhắc đến đồ gốm sứ. thuyền Trình vui mừng, anh vội vàng lôi ra từ bên trong túi áo của mình một chiếc hộp nhỏ. Anh đưa cho cô mà trong mắt không thể nào giấu được niềm vui sướng. "Tinh Nhi, anh cho em cái này đấy." "Đây, đây là cái gì?" Em giữ nó đi Lát nữa anh đi rồi thì em mở ra xem Cô ừ một cái Cất chiếc hộp vào trong túi sách Anh thấy cô cẩn thận cất đi Thì mới yên tâm Nếu như cô nhớ lại anh sớm Thì tốt biết bao nhiêu Nhưng mà không thể nào Cô căn bản không thể nào nhớ ra nhanh như vậy Thế nên lần này Anh chỉ có thể từng chút từng chút Mà gợi cho cô nhớ về mọi chuyện Nhớ lại chuyện tình yêu Qua hai kiếp của họ Tình yêu đơn thuần mà xinh đẹp biết nhường nào. Đi thôi, anh sẽ đưa em đi tìm lại trí nhớ, tìm lại chuyện tình yêu đẹp nhất của chúng ta. Thiên Trình đứng dậy, bóng dáng thẳng tắp cao lớn mà nhìn xuống cô gái nhỏ. Cô nghe anh nói có chút khó hiểu, mà càng có chút không tin. Cô không biết chắc giữa hai người là mối quan hệ gì, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy anh, cô vừa run sợ lại vừa thương cảm. Mỗi lần anh đề nghị chuyện gì, cô đều có cơ hội khước từ nhưng mà con tim thì lại có cảm giác đau đau khiến cô không đỡ từ chối rồi cứ như vậy mà nghe theo sự sai bảo của nó từng bước đáp ứng anh ngay cả để anh chạm vào người như một cái hôn một cái ôm cô đều thành toàn cho anh rồi và ngay lúc này đây cô cũng cứ như vậy mà đứng lên đưa bàn tay xinh đẹp của mình cho anh nắm cho anh đưa cô đi tìm cái gọi là trí nhớ kia mặc dù có lúc cô nghĩ rằng cuộc sống bây giờ có gì không tốt đâu chưa kia có lúc cô cũng chẳng muốn nhớ đến quá khứ cô sợ quá khứ làm cho cô đau nhưng kể từ khi cô gặp được anh gặp được chàng trai có khuôn mặt buồn lạnh cô độc đứng dưới ánh bình minh chưa tới trái tim cô bỗng dưng xót xa cô chỉ muốn ở bên cạnh anh muốn làm theo yêu cầu mà anh nói chỉ đơn giản cô thực lòng không muốn cho anh buồn hai người cứ như vậy mà dắt tay nhau rời khỏi trang viên của căn biệt thự có lẽ từ sâu trong trái tim của Tinh Nhi, dù chẳng có bằng chứng để mà chứng minh đối phương là thật tâm hay giả dối, nhưng có một điều duy nhất cô biết, đó chính là hai người nghĩ chung một điều, họ từng là của nhau, họ từng yêu nhau sâu đậm, vốn dĩ họ thuộc về nhau từ rất lâu rồi. Tại xưởng gốm Yên Nam, nơi đây sau khi mà Tinh Nhi đi du học ở Nhật Bản thì giao lại cho Phùng gia tiếp quản, chờ cô đi du học về sẽ trao tài sản lại cho cô. Quả 4 năm, Phùng Lam Vương và gia đình anh không phụ lòng của cô chủ nhỏ. Ngày đó, sau khi mà nhận ra tâm ý của Tinh Nhi không thuộc về mình, Phùng Lam Vương lao đầu vào trong công việc và rồi anh gặp được Thượng Ngọc, một cô gái có tính tình bộc trực và thẳng thắn, nên cũng chẳng biết từ bao giờ anh đã không còn nhớ đến Tinh Nhi thêm nữa. Mà Thượng Ngọc bây giờ đã là vợ của Phùng Lam Vương rồi. Năm đó, một đám cưới nhỏ không xa hoa không long trọng đã được diễn ra trước họ hàng đôi bên điều mà phùng lam vương không ngờ đó chính là thượng ngọc là thiên kim của thượng gia thần thích rất gần với lục minh gia cho dù cô lớn tuổi hơn thiên trình nhưng lại là em họ của anh thì là rốt cuộc theo vai vế phùng lam vương buộc phải gọi cậu hai của lục minh gia một tiếng anh vợ duyên phận đúng là quá trớ treo ở cánh cổng lớn thiên trình tinh nhi cả hai người cùng đưa bàn tay duỗi ra ấn vào chung cửa một lát cánh cửa được mở ra không ai khác chính là hai vợ chồng phùng lam vương và thượng ngọc xuất hiện bốn người ngây ra nhìn nhau hai người bên trong hai người bên ngoài không hẹn mà nhìn nhau trong giây lát phùng lam vương không tin vào mắt của mình anh trượt thốt lên cắt ngang sự yên tĩnh dương dương tinh nhi em về rồi định bụng là sẽ vui mừng ôm cô gái nhỏ một cái nhưng mà phản ứng của tinh nhi lại khiến cho anh dừng động tác của mình cô bất giác nếp sau lưng của thiên trình miệng lầm bầm thiên trình em không quen anh ta, anh ta là ai Phùng làm vương không nói được lời nào chỉ nhìn thiên trình bằng vẻ mặt viết đầy sự thắc mắc thiên trình nhìn hai vợ chồng em gái họ của mình nhàn nhạt mà đáp làm vương thượng ngọc tôi dẫn tinh nhi đến đây tham quan nơi cũ hai người không phiền chứ cho dù không nhận được câu trả lời thế nhưng vợ chồng phùng lam vương cũng không hỏi thêm chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý bởi vì xưởng gốm này nó vốn là tài sản của dương tinh nhi thiên trình dẫn cô đi vào bên trong lúc đi ngang qua phùng lam vương anh dừng lại khẽ nói lam vương tinh nhi đã quên hết mọi ký ức rồi tôi chỉ có thể mượn cảnh cũ để cô ấy tìm lại ký ức của mình thôi. Nói dứt lời, anh đưa Tình Nhi đi sâu vào bên trong công xưởng, chỉ còn lại Phùng Lam Vương và Thượng Ngọc đứng ở cổng. Trong lòng anh là một mảng tâm tình khó giải thích. Lam Vương, cô gái đó là... Thượng Ngọc tò mò lên tiếng hỏi, Phùng Lam Vương thẳng thắn thừa nhận. Đó chính là bạn gái của Thiên Trình Trước đây anh rất thích cô ấy Thượng Ngọc à một cái cũng không nói gì thêm, cô biết rõ chồng của cô bây giờ trong lòng chỉ có cô nên những thắc mắc cũng chẳng có lợi lộc gì. Bảo không khó chịu thì thật sự khó nói. Phùng Lam Vương nhìn Thượng Ngọc, anh cười khổ. Ngốc lắm, em đang nghĩ gì thế? Anh đã bị cô ấy từ chối thẳng thừng từ nước đi đầu tiên rồi. Sau này có khi anh phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu họ đấy. Nghĩa là sao? thượng ngọc có chút giật mình nhìn phùng lam vương anh ôm cô vào trong lòng nghĩa là ngay từ đầu cả anh họ em và dương tinh nhi đều đã là của nhau rồi họ thuộc về nhau từ khi mà còn chưa gặp anh đấy họ yêu nhau khi đó giống như là anh yêu em bây giờ vậy em hiểu chưa em hiểu rồi anh ôm cô chặt hơn còn cô thì mỉm cười hai vợ chồng ôm nhau thêm một chút khép cổng trở vào bên trong Đôi khi ta không cần phải níu kéo những gì không thuộc về mình để làm gì cả, bởi vì nhất định sẽ có một thứ khác thuộc về riêng mình đến với mình mà thôi. Tại nhà hàng Đông Xô, buổi hôn lễ long trọng giữa hai nhà Lý Gia, Mộ Dung Gia cuối cùng cũng được diễn ra. Giữa khuôn viên hàng trăm trái bóng bay màu hồng được treo lên giữa không trung, các cột đèn được cuốn dây leo hình hoa hồng đỏ Tất cả đội ngũ nhân viên được mặc y phục màu đỏ do yêu cầu của Lý Gia. Nơi trung tâm dựng một lễ đài lớn để làm nghi thức hồn lễ. Tất cả đều rực rỡ bởi màu đỏ tươi thắm của hàng trăm bông hồng. 9 giờ sáng, chú rể Lý Phó Hàn của Lý Gia đã triển trù trong âu phục vét. Trên lễ đài chờ cô dâu mộ dung tình của anh ta. Khách khứa lần lượt từng top 5, top 4 người đi vào trong khuôn viên của nhà hàng nhìn đoàn khách mới đi vào mà Lưu Chỉ Tâm cười đến cong cả mắt. Bà ta hôm nay với vai trò là mẹ vợ, mặc trên người bộ sườn xám màu đỏ, theo kim tuyến, óng ánh dưới ánh sáng. Mộ Dung Quân đứng cùng vợ để mà chào hỏi khách mời, ông ta quay sang nói với quản gia. Bác Nghiêu này, bên Lục Minh Gia và Dương Gia đã đến chưa? Dạ, thưa lão gia, họ vẫn chưa tới, có lẽ là không để mặt chúng ta cũng nên. Không đâu, ta đã đích thân mời rồi Nhà họ sẽ đến thôi Bác bảo người làm tiếp đãi bọn họ cẩn thận Bởi vì hai nhà họ Là khách mời đặc biệt của chúng ta Dạ vâng, thưa lão gia. Bộ dung quân Cũng dặn dò vợ mấy câu Rồi quay người đi vào phòng trang điểm Dắt con gái mộ dung tình của ông Ra ngoài lễ đường Tiếng cười nói, tiếng cụm ly, tiếng chúc mừng Và âm nhạc hòa vào nhau Tạo ra một mảnh ồn ào Sao động Từ trong cửa Mộ Dung Quân dắt tay con gái đi ra lễ đài với con rể là Lý Phó Hàn. Cô sâu mặc trên người bộ váy cưới màu trắng, xinh đẹp, hoàn hảo. Này, các ông các bà có nhìn thấy cô dâu chú rể rất xứng đôi không? Ừ, không tệ, đúng là trai tài gái sắc. Lý gia lại nổi tiếng ở Đài Trung, mộ dung gia cũng là gia thế hiển hách, môn đăng hộ đối quá rồi. Mộ dung tình bước đến, sánh vai với Lý Phó Hàn, Cô ta ngưỡng cao đầu Một mặt đầy hãnh diện Khi mà nghe thấy những lời khen người kia của khách mời Dĩ nhiên là hãnh diện quá rồi Thiếu nữ hải thành này Có ai mà học thức uyên bác như cô ta Lại có ai mà xinh đẹp bằng cô ta đâu Lý Phó Hàn Cũng lấy lý do này mà nở mày nửa mặt Khi mà lấy được cô vợ Xinh đẹp kiều diễm tài giỏi Của mộ dung gia Bên dưới khán đài Từng tràng vỗ tay chúc mừng cho đôi tân hôn Ào ào vang lên Ngay lúc này thì bỗng nhiên bên ngoài cổng lớn, một chiếc xe Bugatti màu đen tuyền từ từ tiến vào trong cổng. Nối theo sau là bốn chiếc siêu xe hạng sang khác chạy vào trong bãi đỗ. Cảnh tượng hoành tráng này khiến cho mọi khách mời đều phải lóa mắt, trầm trồ thốt lên. Không biết người đến là người nhà nào mà trông hoành tráng quá. Đúng rồi, chỗ chúng ta chắc là chẳng có ai sang trọng như nhà này. Một người đàn ông trung niên lên tiếng đầu tiên. Người bạn bên cạnh tiếp lời Phải đó Đi xe phiên bản giới hạn thế này Không biết thế ra nào đây Còn phải hỏi à Dĩ nhiên là lục minh ra rồi Ở hải thành này giàu có bậc nhất Không phải nhà họ thì là nhà ai Sản nghiệp nhà họ nhiều vô kể Ngay cả các nhà hàng sang chảnh rộng lớn này Cũng là sản nghiệp của nhà họ luôn đấy Thế à Ngưỡng mộ quá nhỉ Nhìn mỗi con xe thôi là tôi thấy được cả một cái xa tài to lớn rồi. Chú rể cô dâu cũng vì phản ứng của mọi người mà bất giác chẳng cần vào nhau cũng nhìn về phía bạn đỗ xe. Khoảng cách không xa, vừa đủ để cho cả hai người có thể nhìn thấy những vị khách đặc biệt ngồi trong những chiếc siêu xe. Vừa bắt đầu bước ra khỏi xe kia. Chiếc xe Bugatti dừng lại, cửa xe chậm rãi mở ra. Bước xuống xe đầu tiên chính là một chàng trai cao mét 88 trong một ô phục màu đen lịch lãm tóc nâu đen trải gọn ba bảy mày cao mi tuấn trần anh là đôi giày da cao cấp tay đeo đồng hồ rolex sang trọng tôn quý không ai sánh bằng không ai khác anh chính là lục thiên trình nhị thiếu gia của lục minh gia tổng giám đốc tập đoàn thiên hân công ty tài chính lục thị tỷ phú bậc nhất của hải thành này hôm nay anh đến tham gia buổi lễ này với gia đình của mình và đương nhiên không thể nào thiếu được cô gái của mình rồi thiên trình vòng qua cửa xe bên kia mở cửa xe ra đưa bàn tay thon dài của anh đầy yêu nhã nắm lấy một bàn tay xinh đẹp trắng nõn nhỏ nhắn mọi người ngay lúc này đều hướng ánh mắt về phía của thiên trình để xem là chủ nhân của bàn tay nhị thiếu gia lục minh đang nắm là ai mọi người dường như là nín thở khi mà nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ trong xe Dường Tình Nhi trong chiếc váy dạ tiệc cúc ngực đuôi cá màu tím nhạt của san hô, tóc búi đơn giản, cài chiếc kẹp hoa anh túc, tay đeo lắc bạch kim TNT, môi đỏ tự nhiên, khuôn mặt thanh thoát tú lệ. Không trang điểm quá đậm nhưng mà cũng ăn đứt tất cả các nàng xinh đẹp trong hôn lễ này. Ngay cả nhân vật chính giống như là mộ dung tình cũng bị vẻ xinh đẹp diễm lệ của Tình Nhi làm cho lu mờ rồi đúng là mỹ nhân. Đám trai tân và cả đám con gái tiểu thơ quý tộc đến dự đều phải thốt lên cùng lúc. Thiên Trình cẩn thận nắm chặt bàn tay của cô, cũng đi vào trong lễ đài, ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách mời đặc biệt. Lời bàn tán của các ông các bà lại một lần nữa sôi sục. Đây mới chân chính là cực phẩm này, mọi người ơi. Trong hai người này đi với nhau quá hợp, quá đẹp. Đúng đúng, cứ như là vừa sinh ra đã dành cho nhau ấy nhỉ? Phải phải, bây giờ thì xem ra đây mới là trai tài gái sắc thật này. Ai mới là đệ nhất phú hào, văn võ song toàn chứ? Trai anh Tuấn phong độ, gái thuyền quyên diễm lệ, đi cạnh nhau chẳng khác nào kim cương vì ngọc mà tỏa sáng lấp lánh cả. Khỏi phải nói, bao nhiêu lời này, hai nhân vật chính trong hôn lễ của mình đều nghe vô cùng rõ ràng dưới ánh nắng dịu dàng tình nhẹ sánh bước cùng với thiên trình ngồi vào ghế khách mời tiếp theo từ đằng sau hai người dương gia lục gia và cả phương gia cũng đi theo dương gia thì có dương phi dạ lục gia có thêm lục thiên bảo và hai cô con gái phương gia có phương diệu linh một nhóm toàn là nam tuấn nữ tú đi vào lễ đài tham dự hôn lễ ai cũng phải sán mắt nhìn bọn họ không rồi không hổ danh là con cái nhà giàu. Trên hàng ghế dành cho trưởng bối, Lý Phó Kiệt, gia chủ của Lý Gia. Ông ta nhìn đến đám khách tham dự một lượt, đôi chân mày bất giác cau lại. Lão gia lục gia không đến sao? Người mà ông ta đang nói đến chính là Lục Minh Tử Duệ, ông nội của Thiên Trình Thiên Bảo. Ân oán năm đó, suốt đời ông ta không bao giờ quên, bị mất hết tài sản, mất công ty, mất thể diện, thậm chí là mất một cánh tay còn bị đầy đến tận Đài Trông cái nơi mà tụ tập toàn là hổ báo beo hùm có thể nuốt chết ông ta bao nhiêu khổ sở tất cả đều nhờ Lục Minh Tử Duệ ban cho cho nên ông ta mới muốn mượn hôn lễ này để trả thù Lục gia kia ánh mắt hung tợn nhìn thiên bảo thiên trình khóe miệng ông ta cười rắc ghế Lục Minh Tử Duệ ông không dám đến, được lắm nếu ông sợ chết không dám đến đây Vậy thì tôi sẽ cho hai thằng nhóc cháu nội của ông bỏ mạng ngày hôm nay Tôi sẽ bắt chúng phải trả nợ thay cho ông Lục ra Đợi mà nhặt xác của cháu mình về đi Khách hứa đến đầy đủ cũng là lúc mà nghi thức diễn ra Lý Phó Hàn lúc này vẫn chưa hết ngây ngốc Đôi mắt dán chặt lên người của Dương Tinh Nhi Lần đầu tiên trong cuộc đời Hắn ta nhìn thấy một người con gái yêu tú đến như vậy nhưng cô tại sao lại là bạn gái của tên thiếu gia họ lục kia? Mộ dung tình của hắn đã hoàn mỹ rồi, thế mà còn có cô gái vượt qua, thậm chí là vượt xa. Ôi trời ơi, xinh đẹp quá, ước gì cô ấy... Lý Phó Hàn tự lầm bầm, bỗng chốc trái tim anh ta ao ước, cô dâu của anh ta lúc này là tinh nhi. Mộ dung tình khẽ gọi vài câu. Phó Hàn, Phó Hàn, có ai biết được trong lòng cô ta bây giờ chứa bao nhiêu khó chịu và căm tức chứ Khi nãy vừa nhìn thấy Lục Thiên Trình Cô ta đã có vẻ mặt rất đắc ý Kiểu như là cô ta đang muốn nói rằng Dù Thiên Trình kia có tài giỏi tuấn tú tu đến cỡ nào Thì cũng chẳng thể nào sánh kịp Lý Phó Hàn chồng của cô ta Ai mà ngờ khi mà Thiên Trình nắm tay Tinh Nhi cùng đi tới Cô ta kinh ngạc Từ khi nào mà con ả Dương Tinh Nhi kia lại trở về rồi Không những vậy lại là con của Dương gia, uy danh bậc nhất Lam Thành này. Đáng ghét, tại sao cô ta trước sau gì vẫn cứ thua con khốn nạn Dương Tinh Nhi đó chứ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về nội dung của tập 2 này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.